em là ai mà bảo chàng trai nhìn em là sai? Thì em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại? Ô ô la la, mẹ còn cam đấy mà. Ô ô la la, ngọc ngà sexy lady. Hey 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 hey, con hát đi. Mẹ hát đi. Con hát đi. Mẹ hát đi. Má cứ nói vậy luôn đi. Mẹ hát hại não luôn đi. Hát với con hại lợi luôn hà. Là lợi hại đúng không? Nói cái gì cũng nói được hết trơn á. Sáng giờ đi cắt tóc chưa? Dạ, xin giới thiệu với mẹ một kiểu tóc cực kỳ modern, cực kỳ mới. Kiểu tóc cúp bé. Mẹ, thiếu con vô trong, con trả tiền cắt tóc cho mẹ. Sao không trả cho người ta đi, trả mẹ làm gì? Dạ, sáng con đi cắt tóc rồi người ta khen tóc con đẹp quá, không dám lấy tiền. Cái chẳng bằng nó cắt tóc mày xấu quá lại nó không dám lấy. Nó chưa thấy cái thầy thợ nào mà cắt tóc cái kiểu mà giọt ngắn giọt dài như kiểu này. Nó xấu mà cứ như mà Lê Thúy phiên bản bị lỗi vậy đó. Con làm gì vậy? Con khóc. Con mẹ thương, mẹ thương nà. Mẹ thương nà. Con đừng có cho mẹ thấy cái cảnh này nha. Con nha. Khóc mẹ đau lòng phải không? Không phải. Thế tại sao? Ám ảnh lắm. Thôi thương nà, thương nà, thương nà. Tin của mẹ nà. Nói cho mẹ nghe đi. Ai đã làm cho con xấu như vậy? Mẹ hứa mẹ sẽ đốt nhà nó cho con coi. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có nóng tính như vậy. Thôi mẹ ơi. Mẹ đốt. Thôi mà mẹ ơi, con đốt rồi. Bà lốp rồi. Thầy ơi, bà cám. Bà con gái mà bệnh có ác quá vậy. Con học mẹ mà con hơn mẹ là nhà có phúc. Trời ơi, ngày xưa tôi đốt một nhà. Ngày nay con đốt 10 nhà một hôm. Trời ơi. Mẹ nói nữa con đốt nhà mình luôn đi. Trời ơi, vậy nó không đốt nhà tôi luôn mà. Trời ơi, có cái nhà mà đâu đốt. Mày đã trộn heo ở như mày. Mà mẹ, tại sao mẹ lại bắt con đi cắt tóc? Con chưa biết tin gì à? Hoàng tử đang một lễ hội chọn vợ, cho nên mẹ muốn con cắt tóc để con xấu đi và hoàng tử để ý đến mẹ. Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Đàn thân thân đi cũng cám kia, hãy cút khỏi đây đi. Bóng hoa rụng bên bờ sông buồn hiu quạnh, em đi thôi rơi rụng thôi. Mẹ hát hại não luôn đi. Đâu có con. Con không biết là hoàng tử bây giờ đã đang có cái gu là lá máy bay bà già mà biết hát dân ca hay sao? Không có đâu mẹ ơi, con điều tra rồi. Hoàng tử bây giờ thích cái gu đẹp lạ. Mẹ có thấy con đẹp lạ không? Dạ. Ai nói? Anh nói đúng không? Phải anh nói không? Mẹ bỏ ra con xử luôn. Phải anh nói không? Anh cho địa chỉ đi, tôi không đốt nhà tôi làm con anh ấy bỏ ra. Phải anh không? Phải anh nói không? Mẹ ơi. Xin lỗi anh đẹp trai. Tại sao mẹ cứ xỉa xói nhan sắc của con như vậy? Mẹ cứ như thế con không chỉ cách cưa hoàng tử đâu. Không có con. Con đẹp lắm. Con lạ mà con không có đẹp thôi. Không phải, không có ai dám đẹp bằng Cương. Đúng rồi, không có ai dám đẹp bằng Cương. Trời ơi, dối lòng quá. Con nói mẹ nghe nè. Bây giờ mình đi lễ hội, mình không chỉ mặc đồ đẹp. Chắc mình con không chỉ hát hay, mà mình còn phải biết nhảy. Nhảy mương hả con? Nhảy múa khiêu vũ đó. Là sao? Mẹ đi qua đây con chỉ mẹ nè. Cầm tay con đi mẹ. Music. Đẻ ra mẹ. Bà nấu cá mà mày trả ăn cho cây. Con già với mày nha. Bỏ như mày. Dạ. Mẹ ơi, hai mẹ con mình đi hội, có cho chị Tấm đi không? Đương nhiên là mẹ cho. Nó ở nhà. Tao nói tao cho nó ở nhà mà mày sao mày khóc? Con cười mà. Trời ơi. Tài ơi, ngồi xuống mà coi nè. Nó khóc cười như một vậy nè Tài ơi. Thì cái cơ mặt của con nó như thế mà. Mẹ đừng có cho chị Tấm đi nha. Con ghét chị lắm. Tất nhiên rồi con.
Con nghĩ làm sao vậy? Hai mẹ con mình làm gì có quyền hạn đi chung với con Tâm. Mẹ ơi, có cái gì sai sai ấy? Mẹ nghĩ mẹ nói lại coi. Tất nhiên rồi con, hai mẹ con làm gì có quyền hạn đi chung với con Tâm. Mẹ nói sai rồi. Trời ơi, tao nói ý tao là như vậy nè. Ý tao là hai mẹ con mình xấu quá, làm gì có quyền hạn đi chung với con Tâm. Tại sao tao nói giảm nói tránh mẹ không chỉ rồi tao nói cho mặt mày hả? Con nói mẹ nghe nè, chị Tâm kỳ lắm. Ủa Tâm thì phải kỳ mới sạch chứ con. Không phải, con nói là chị Tâm kỳ lạ lắm. Kỳ chỗ nào? Mấy bữa nay ấy, ăn cơm chị mang cơm đi đâu ấy? Cho chó ăn đúng không? Không. Cho con? Không. Cho chó mẹ? Không. Cho chó cha? Sao đầu mẹ toàn chó thế? Mày chửi tao hả? Không phải, chị Tâm ấy, chị giấu bóng. Tôi là tôi nghe mấy chục năm nay tôi nghe lắm mà. Tôi biết mà. Tôi biết là con Tấm nhà này nó bị bóng mà. Trời ơi, ngày nào cũng phải phát triển trí thông minh cho mẹ con mệt luôn ý. Ý con nói là chị Tấm, chị giấu con cá bóng thần. Cái gì? Con Tấm nó giấu con cá bóng thần à? Dạ. Tại sao? Chắc chắn là con Tấm nó có một cái âm mưu hãm hại mẹ con mình nè. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao hả mẹ ơi? Mẹ ơi. Nín đi bà nội. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Bây giờ điều quan trọng là mẹ con mình phải tìm cách bắt cái con cá bóng đó lên. Bây giờ con cá bóng đâu con? Con cá bóng đâu? Con cá bóng đâu? Mẹ ơi. Hả? Con cá bóng nó ở dưới giếng này nè. Con tránh ra. Mẹ làm gì? Tránh ra đi. Mẹ nhảy xuống. Cái giếng nó sâu như thế này mà mẹ nhảy xuống. Con sợ mẹ chết đúng không? Không. Chứ sao? Con sợ mẹ nhảy xuống đè chết con cá bóng. Bà cám, tôi nhảy xuống á là sức nặng của tôi, nước nó dâng lên. Con cá bóng nó nhảy lên rồi bà hốt chứ làm gì tôi đè chết cá bóng được. Không có đâu mẹ ơi, nhìn mẹ to thế kia, mẹ nhảy lấp cái giếng luôn ý. Bây giờ phải làm sao hả mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Bóng ơi, bé bóng của chị ơi. Chết rồi, Tâm nó tại sao vậy con? Ngốc mẹ ơi. Mày nấp đi, làm mạnh anh đi thốn nha. Bóng ơi, bóng, chị Tâm ra với em nè bóng ơi. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hỏng cháo qua nhà người. Đúng rồi đó, ăn đi, ngoan. Trời ơi, bóng của chị thấy cưng quá à. Tâm ơi, vô trong cho dì biểu. Chết rồi, mẹ chị kêu rồi, em ăn đi nha. Bye bye cưng. Dạ. Mẹ có nghe thấy nó nói gì không? Có. Nó nói gì? Mẹ quên rồi. Có cái đấy mà mẹ cũng quên. Chị ấy nói như thế này nè. Nói sao con? Bóng là bóng là bóng là bóng. Bang là bang là bang là bang. Bóng xà bang là bóng xà bang. Bóng xà bang là bán xà bông. Là mày đó, mày bán xà bông á. Mẹ bây giờ bắt con cá bóng nào mẹ? Bây giờ à, mẹ nhớ rồi đấy mẹ. Bóng bóng bang bang. Bóng bóng bang bang. Bóng bóng bang bang. Bóng bóng bang 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 bang. Đâm bang quá mẹ ơi. Bóng bóng bang bang lên cơm dậy cơm bạc nhà ta chứ cơm hỏng cháu qua nhà ngươi. Đúng không con? Mẹ thật kỳ diệu. Mẹ ơi, con bóng nó lên rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ bắt cho nó đi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, từ nãy giờ kêu chết luôn. Mẹ bắt đi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Ê, con ơi, chết rồi. Con cá sấu nó cắn mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Cá sấu, mẹ ơi. Mẹ ơi, chết rồi. Cứu mẹ. Con sợ cá sấu lắm. Đúng là gia môn bất hạnh. Thế là mẹ ơi dùng bông hoa gạo. Ô hay mẹ không lên nữa mà mẹ chìm luôn. Mẹ ơi! Ủa? Cám? Sao em hốt hoảng quá vậy? Chị! Dạ? Chị đã giết mẹ rồi! Không hiểu em nói gì vậy? Tại sao chị lại nuôi con cá sấu ở dưới giếng? À đúng rồi, chị nuôi cá sấu. Chị đừng có xạo, chị nuôi cá sấu mà tại sao mỗi lần ra chị cứ gọi bóng là sao?
Thì đúng rồi, con cá sấu của chị tên là Bé Bóng. Chị nuôi con cá bột không? Chị nuôi ở cái giếng kế bên. À! Mẹ ơi, con chết mẹ rồi. Chết bà nội mày. Con Tâm, mày dám đưa mẹ con tao, đánh nó. Đánh nó. Đội hình hình tiên rõ, xung mi cạnh dưới đình không rõ, mục tiêu 1200m, sẵn sàng quang quang quang. Không, súng cạnh của anh đạn rồi. Không được đâu, nguy hiểm đến chân ơi. Chân nguy hiểm lắm. Chạy cho tôi, bắt em chạy cho tôi. Bắt em chạy nhanh đi. Chân ơi, chân ơi. Không sao, không trai mệt quá xỉu. Nhân ơi là nhân, nhưng mà tôi phá được chiếc xe tăng đó rồi. Dạ, dạ hiện tại xe tôi bị hư ạ. Dạ đề nghị mấy anh cho tổ thực xuống giùm em ạ. Dạ nhanh ạ. Dạ, thôi thôi thôi, khỏi khỏi kỹ thuật, tôi làm được không sao đâu. Dạ dạ khỏi ạ. Dạ tụi em có người sửa rồi. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ dạ. Cần phụ gì không nhân? Đưa mọi lết. Có lết. Xong. Xong rồi hả? Dạ. Trời ơi hay quá nhân ơi, trời ơi. Thiệt. Anh không ngờ là em biết sửa xe tăng luôn đó. Ai nói ông tôi sửa xe tăng? Chứ sửa gì? Sửa đôi dép. Gì vậy? Dạ, dạ, dạ alo. Dạ em đang nỉ mấy anh xuống giùm em đi mấy anh. Dạ dạ em đang nỉ á. Alo. Alo alo. Mất sống luôn à. Vui lòng vui dạ mày chưa? Vậy mày lúc nào cũng làm lố trời ơi. Lố vậy trời, trời sáng giờ nọ mọ sửa dép tưởng sửa xe tăng. Xích xe tăng chứ phải xích xe đạp, muốn gắn gắn không nổi. Thôi thôi thôi, không có gì thiệt với mày. Mày đừng có tập trổ thôi, làm lố thôi, không được cái gì trơn á, được cái miệng. Anh thề với mày từ đây sao á, anh không bao giờ nhờ giả mày bất cứ chuyện gì trơn trời á. Rảnh không? Đang rảnh. Sửa giùm dép rồi đứt qua. Trời ơi. Không, hết rảnh rồi. Sửa giùm đây đứt qua. Không rồi. Anh em đổi đã bắt tôi giờ sửa hả? Mày kỳ quá anh. Không. Em mà tôi vô đạo hầm. Nhà ơn. Không. Anh em không mà nhắc. Sáng nay em đi chợ tôm tìm mua một vuông vai trắng, đem về theo chiếc khăn tay. Chí hồng thì một chàng trai, chí vàng thì một cành mai, cùng đôi chim én lượn bay trên trời. Chim én ơi, con bay đi con. Thiêu lộn hai con vịt rồi. Cái thằng Lâm. Vậy? Trời ơi, mày giết tao rồi, Lâm ơi, thâu chết rồi. Ôi trời ơi, kiểu này thâu chết rồi. Sao chết? Cái khăn thiêu của ta. Trời ơi, ba ơi, cơm là cơm thiêu, cái khăn gì khăn thiêu ba. Thiêu cái đào mi á, trời ơi, cái khăn thiêu bờ thơ của ta đang này nè. Cái gì? Ở trong là bài thơ hả? Ừ. Trời đất ơi, tưởng bản củ chương không chớ. Củ chương cái đào mi. Lỡ rút ra rồi, rút cái chỉ đó ra thiêu hai con vịt rồi. Cái bữa thơ này là bọn gớ ta thiêu tặng cho ta đây nè. Mà từ mới rút ra mới thiêu hai con vịt, từ làm rang mới đành cho ta đi. Biết rồi, để tôi đền cho yên tâm đi. Tôi qua tay đầy tay nè, bây giờ đọc cái bài thơ đi. Cái tôi ghi lại, cái khuya khuya tôi rảnh tôi thiêu lại cho. Mày thề là mày thiêu mày trả cho ta đi. Thề. Rồi mày ghi đi, ta đọc bài đây. Thơ. Ừ. Ố anh rách dưa. Áo nó bị ố nè. Mình khùng quá mày. Ố là ố là ố là áo nè. À cái áo nó bị ố rồi. Không, ố là áo, nói chung là một từ đó. Rồi áo rồi đó, dích dây.
Quần anh có hơi miếng gió. Quần có hai cộng giá nè, miếng giá đỡ tốn nè. Cái thằng mất chết. Gió là miếng gió đáp cho đằng cái quần, chứ không phải là gió mới ăn phở, mày hiểu không? Rồi miếng giá, rồi miếng vá. Miệng cười bút gió mà chân không dài. Miệng cười bút giá, chân không dài. Chân không dài là chân ngắn, rồi vẽ chân ngắn cho nó ngắn. Rồi. Không già có nghĩa là cái già mon vô trăng chân đi nè, ông nội nè. Là nó dài đó hả? Đúng rồi. Mệt ghê đó, bực mình dễ sợ. Tiếp. Thương nhau ta nấm lấy bòn ta. Thương nhau tay nấm. Ông nội ơi, nấm là nấm ta nè, ta này với ta này nấm nè. Rồi nấm. Nấm. Nấm bàn tay. Quỷ thiệt tình đó. Tiếp. Em ơi, cái thằng quỷ này ăn chừng rút hết chỉ ra rồi. Mà anh vẫn còn nhớ cái bờ thơ của em. Hán là tờ lanh, em của tờ linh mà. Cái chi hắn cũng có ai rồi. Rồi xí đi ba. Cái gì thơ gì cái sớ táo quần dài thòn vậy, sao mà kết đây? Cuối này mình phải theo mình trả lời cho ta. Biết rồi mà, cháu què đền cháu lành được chưa? Trừ là mà gió dùm gỗ nè. Biết rồi nè, đó, xong đầy đủ giá áo thôi mà. Dệt tầm gai, dệt đến bao giờ? Em dệt tầm gai, ý à. Dệt tầm gai, ý à. Dệt tầm gai. Úi da. Đấy. Kim đâm vô thịt thì đau, mà ố ma vô thịt làm sao nó lành? Không có gì đâu mà yên tâm đi mà. Còn cộng chỉ nè, em cắn ra để tiết kiệm, hiểu không? Chỉ ở đây quý lắm. Ủa thôi, nhậu mi, nhậu mi, nhậu. Nè, nhậu. Làm gì vậy? Không tin là như vậy luôn đó trời. Thôi được rồi, mới kén chi mày kén hùa đó mày, được rồi. Có gì đâu, cắn nó chưa đứt chỉ kìa. Cắn đứt cái giờ ta lùng chứ. Mệt quá, có gì đâu, làm gì khóc, xúc động quá đúng không? Bụi ba vô mét chứ nồi khóc đau. Khóc thì khóc thôi, ta nói khóc đi. Không có, bụi ba vô mét. Bụi bay đúng không? Ừ. Đây thổi vô mắt cho nè. Ừ. À, thổi. Không thể nào là sự thật. Không thể nào là nè. Làm cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Thôi. Lắm à. Anh biết ở đây anh em mình thiếu thốn nhiều thứ lắm, nhưng mà hai đứa đâu có thể làm chuyện vậy được em. Ủa làm gì là chuyện gì anh? Thì cái chuyện hai đứa làm bình thường thôi mà anh. Để tâm đối mình cần mình giúp đỡ thôi. Bây giờ mà anh cần em vẫn thổi cho anh được em... mà. Anh gì? Tại sao gì? Em anh nín đi. Hey. Thôi cho nó thôi. Ủa là nãy giờ thổi mặt đó hả? Ủa chứ anh tưởng thổi gì? Không, chắc nó nói hai đứa. Lại là cái con yêu anh ơi, anh ơi, anh ơi, đừng có hiểu lầm. Ố em bị rách nên Lâm nó ma dùm. Quần em bị lũng tùm lum, Lâm ma một phát nó dính đùm vô luôn. Trời ơi, cháy rồi. Cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Trời ơi, cháy rồi, xe tăng rồi phải không? Xe tăng cháy rồi. Cháy xe tăng cháy. Chứ cái gì cháy? Cháu cháy. Xuống đây nè, xuống đây. Bao nhiêu lâu vẫn như vậy, ngày nào cũng cháy nồi cháo. Thì sao bây giờ mấy anh ráng ăn chứ sao, ý kiến cái cò gì? Hả, em lái xe mà phải nấu ăn nữa. Hả, em nghĩ là mấy anh bên kiếp sáu người ta nói đúng không sai. Nói cái gì? Người ta nói hả là ăn là pháo thủ, ngủ là pháo hai, là nhài xe trưởng, dứt dưỡng là lái xe, còn khỏe re là hàng súng máy nè. Trời ơi. Ê, mày nói ơi, cái chi lạ đó mày. Mày nói ơi, khỏe re. Trời ơi, mới nhìn thì tưởng khỏe ra. Ơi dè phơi nắng giòn he cái đào. Mấy anh thì núp trong thùng, tôi ngồi trên nóc nó bén cái đùng đi luôn. Đúng. Đó, thấy chưa? Thôi được rồi, chuyện khó khăn có ăn là mừng rồi. Các đồng chí ráng ăn đi để có sức chiến đấu nữa. Ừ, đúng rồi, ăn mà ngày nào cũng ăn lạc lẽo. Vậy là chiến đấu lạc lẽo lắm luôn á. Không có lạc lẽo đâu, ngày hôm nay em sẽ cho mấy anh ăn mặn mòi luôn. Ở đâu có đồ ăn hả? Có chân chọn rồi. Ở đâu có? Hôm qua nha, hôm qua em gặp đoàn dân công, em xin người ta rồi. Trời ơi, xin được hả? Bây giờ mình nói không có hay, bây giờ mình diễn đi. Mấy anh là đoàn dân công nha. Ừ. Đó, hôm qua em đang tắm suối, em hát déo giòn chim rừng a liều lo 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 canh thơ mộng qua qua qua. Rồi đời bánh hoa ra đường đến ngôi trường. Ê ê ê, bạn, khúc này là mình xin đồ bằng âm nhạc đúng không? Đúng rồi. Rồi xin nè, 2, 3. Đồng đội ơi, xin hãy cho em cục mùi. Bao ngày chưa muối giờ lạc leo lắm. Đồng đội ơi, xin hãy cho em cục xà bông. Bao ngày không tắm đâu giờ hôi mắm. Đồng đội ơi, xin... Xin đi. Đồng đội ơi, cho này. Không có cái gì thì tránh ra, mày mà lao cá tao la la la. Đồng đội ơi, xin hãy cho em... Coi mày hát sao với cái pháo này. Hát đi. Hát sao?
sao? Quả pháo ơi sao mẹ lại như đứa trẻ xuống đêm ngày ta bế lên dây. Kính thưa đạo trưởng, đây là tiết mục tấu hề nhỏ nhỏ thôi, không sao hết. Cái này là vỏ pháo à? Vỏ pháo em mù mà. Nghe nó hát không hay vậy sao? Hay quá rồi, hay quá. Lố. Khen gì mà đánh người ta dữ vậy? Khen kỳ vậy? Trời thiệt làm lố kìa thiệt. Anh không biết anh Quế đâu mà anh lố dữ vậy luôn á. Chắc là chẳng bơm nè. Không phải chẳng bơm. Ở Paris. Ở Paris. Thì anh là con Lai hả? Lai Long Hải với Vũng Tàu ra Paris. Của Paris ở đâu? Là Bà Rịa đó. Thấy chưa? Bao nhiêu lâu mà vẫn lố như vậy? Quá bực mình. Nhưng mà Bà Rịa là chung quê với em nha. Ủa chung quê hả? Ừ. Ở đâu? Bà Nà. Không. Bà Nà Đà Nẵng chính là quê ta, mấy cái lộn ngay. Không, ý là ba em lái xe tiếng Bà Nà Bà Rịa. Cuối cùng quê mấy đâu? Ừ. Bà Điểm. Sao mày không nói Bà Đen luôn đi? Bạn gái em ở Bà Đen. Trời hả? Trời ơi. Dạ, mình có bọn hứa rồi hả? Dạ có. Rầu rứa thâu chắc cho rồi. Sao anh? Họ kêu là anh đi chiến đấu xa nhà, khi về em đã đẻ ba lứa rồng. Bây giờ mới mắc bồ chắc luôn. Anh sai, không bao giờ mất. Bạn gái em hứa là không lấy chồng mà. Bởi vì em trước khi đi đã nhắn nhủ 4 câu thơ. Thơ gì? Nếu lỡ ngày mai em lấy chồng, anh về quy động pháo phòng không. Kéo theo lữ đoàn tăng thiết giáp. Hay. Đợi đến du quy cướp pháo hồng. Em ở nhà chờ em đúng không? Dạ lấy chồng rồi anh. Ê, trời ơi kỳ vậy, bất kỳ vậy. Tại bạn gái em nói là em với bạn gái em không hợp tuổi. Tại sao không hợp? Em tuổi con khỉ, bạn gái em tuổi con heo. Ủa sao không hợp kỳ vậy? Con khỉ ăn chú heo, con cám không hợp. Vậy bây giờ mình đổi đi. Đổi sao anh? Em ăn pháo, vợ em ăn xe tăng. Anh thấy ba ăn xe tăng chết sao? Bây giờ chà cái con, mày không biết thơ coi để ta chỉ cho nè. Dạ. Mi lồm thơ mà mi cứ ham dọa họ biết là không có được. Dạ chứ sao anh? Cũng 4 câu thơ hồi nã thôi nhưng mà mi lồm kiểu này nghe. Dạ. Vui không? Vui chứ. Nếu lỡ ngà mưa em lấy chồng, anh về lấy vợ thế là xong. Hay. Mai mốt nay đây con anh lớn, đúng, vớt lại con em trả thù lòng. Thôi chết rồi. Thằng nhỏ mới lớn mà mấy dạ thơ vậy là sai. Không được phải như anh. Anh sao nè? Dù gì anh kinh nghiệm có rồi, anh có vợ có con rồi. Vậy hả anh? Trời ơi, chắc dạ đẹp lắm đúng không? Trời ơi, đẹp lắm, anh tả cái rụng rúng luôn nè. Vậy hả anh? Tóc em dài, em cài quá thiên lý, miệng em cười nhưng quá hí đường trời. Tiếng em la nhưng AK mẹ lửa chỗ em ngồi em để lại dấu bùm rồi đó coi. Mặc dù vợ anh như vậy nghe mà rất chung thủy và đặc biệt thành mà thằng con trai rất là kháo khỉnh nghe. Kháo khỉnh không? Hôm nay sinh nhật nó luôn đó. Ủa vậy sinh nhật con anh luôn hả? Trời ơi vậy mấy cô mấy chú trong đây là có quà gì tặng cháu đi nè. Em đây gì có quà, đây là chiếc khăn tay của em. Tuy là hả em không có năng khiếu thiêu nhưng mà đây cái tấm lòng của em tặng cho con của anh nó. Mai mốt là nhớ chú Lâm dân công nha. Rồi anh cảm ơn em. Dạ chị Nhu, hồi tuần rồi á anh có dạy em xếp là con cào cào bằng lá á, cho nên là bây giờ em có cào cào tặng cháu. Làm được rồi hả? Dạ không, cái này bữa anh tặng em giờ em lấy tặng lại. Nhưng mà anh yên tâm đi, tối nay em sẽ thức nguyên đêm luôn, em sẽ xếp cào cào thiệt là bự em tặng cho cháu nha anh. Rồi. Nói chung là dạ, bất ngờ quá không biết tặng gì. Tặng anh đôi dép nè. Dép phòng mới á. Ê, con anh còn nhỏ mà đâu có vừa em. Thì bây giờ dép anh đứt là lấy mang đi, mốt lớn rồi truyền lại cho nó mang. Dạ. Vậy sao? Hôm nay sinh nhật của con. Thôi thì chú không biết tặng con cái gì. Hay nè. Thôi thì tặng cây bút chì. Lỡ thơ có bí là xì thơ ra. Dễ thương quá. Tên nó ăn cái gì nó còn thơ ca không ha. Tôi nói ông nghe nè, rau bao nhiêu cộng là thơ bấy nhiêu bữa. Nhắc rau mới nhớ, anh em đi lính ai không được để rau, sao ông để rau vậy? Đi lính không được để rau, hành quân nửa tháng nên rau nó dừa. Rau dừa thì kệ rau dừa, gian chương lơ lón chữ dừa theo rau. Đúng là thơ một hàm luôn ha. Vậy là biết chữ đúng không? Thơ mà phải biết chữ chứ. Đọc dùm lá thơ đi. Thơ của nhà Nhu gửi lên nè. Trời ơi. Thơ của nhà em mà. Thơ của nhà em. Đây đưa thơ đây. Thơ này của nhà em mà. Sao anh thôi đi. Làm cái gì mà sồn sồn lên vậy? Có một bức thư thôi mà. Im đi rồi em mới đọc. Anh Lâm nghe em đọc thư nè. Đọc đi. Đặt đi Nhu. Ủa ra nghe không đặt mà ngầu buồn dữ ra. Chắc gia đình có chuyện gì đó nên mặn như vậy á. Đọc đi. Đọc đi. Có gì đâu, đây là tâm trạng chung mà.
Anh em ai đọc thơ cũng có tâm trạng này hết á. Đọc đi em, đọc đi cưng. Biết chữ đâu đọc. Trời ơi, tao viết một cái bếp tao luôn rồi. Bình thường anh viết thư cho em gửi về nhà thì anh biết em không biết chữ mà. Đưa đọc cho. Quá mệt mỏi. Không biết chữ mà làm cho cố vô. Đọc nha. Đọc đi Lâm. Ngày buồn tháng nhớ đêm mong, tân dòng sông ly biệt. Em xa nhớ em có khỏe không? Anh lâu lắm không viết thư tay. Trời ơi, lời văn gì mà hay dữ hay ha. Hay quá ha. Tự nhiên bây giờ tưởng cái lời văn nó hay quá ta. Ê, cái lời văn này mà Hòa Bình nha, có thời gian mình phổ nhạc vô chắc hay lắm á. Ở đây không có thời gian phổ thử vài điệu nha. Em xa nhớ em có khỏe không? Anh lâu lắm không viết thư tây. Trời ơi, hay quá vậy. Hay dữ vậy. Trời ơi, cái bài này mà ai hát là nổi tiếng luôn á. Nổi tiếng luôn đó trời. Đặt đi, đặt đi. Rồi tiếp theo nè. Đọc đọc đi anh. Nhu ơi, dạ. Gia đình thương nhớ em nhiều lắm. Dạ. Nhu nè, ba đã bỏ được rượu rồi. Một năm ba chỉ uống 2 lần. Dạ. Nhưng một lần ba quất 6 tháng. Cái gì? Tính tiếp anh đi. Con bé Na bạn gái em, từ ngày em đi nó hay qua nhà chơi lắm. Để tiện việc chăm sóc cũng như đường xá xa xôi, anh đã lấy nó làm vợ. 2 tháng nữa tụi anh đám cưới về chơi nha Nhu. Gì kỳ vậy? Gia cảnh em gì kỳ vậy? Còn nữa, còn nữa. Anh em chúng mình là anh em ruột, nên có gì phiền phức khó khăn đừng liên lạc anh nha Nhu. Ký trời tên Quỳnh Cương. Hả? Trời ơi. Vô đi. Vô. Vô. Giỡn. Giỡn. Mày là thằng kỹ sứ, mày biết cái tính nó mày chạm khon đó mày. Giỡn thôi. Bây giờ đọc thiệt nè. Dạ. Đó. Đọc cho anh em nghe coi. Nhu nè, em có khỏe không? Ba mẹ ở nhà vẫn khỏe. Ở trong đó không được khóc nhè nha, để anh em đồng đội cười đó. Anh em trong đó vẫn mạnh giỏi hả em? Anh mong rằng mọi người vẫn giữ niềm tin, cùng nhau chiến đấu. Anh đời dạo này sao rồi Nhu? Ảnh còn căng hay không? Mấy con cào cào lá dừa ảnh dạy cho em xếp. Em xếp được chưa hả Nhu? Còn thằng cu nhân nữa nè. Trời tôi. Nó còn làm lố hay không? Mỗi lần em viết thư về kể về nó là anh và ba mẹ cười đau cả bụng. À quên, còn thằng Sơn Quảng Nam nữa. Nó còn sáng tác những bài thơ nào mới hay không? Hay là toàn xài thơ cũ? Thấy thương nhất là thằng Lâm Văn Công. Nó còn hát hò, chơi cúp bế, thiêu thùa mai giá không Nhu? Thôi thư đã dài, cuối thư anh xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe, giữ vững niềm tin, quyết giành thắng lợi. Thôi, các đồng chí đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh tin rằng hòa bình sắp đến rồi, và chúng ta sẽ chiến thắng. Năm anh em mình phải hứa với nhau rằng phải sống, phải chiến đấu và phải trở về nhà. Quyết thắng! Các đồng chí, chúng mình đi đâu? Nhanh đi lên! Sao rồi? Alo! 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 Vợ Cú Long! Không à, vợ Cú Long nghe rõ cho lên! Cú Long nghe rõ! Cú Long nghe rõ! Cự ly
bây giờ thằng Minh. Bang! Bang! Báo cáo, mục tiêu đã bị lệch, phải nâng tầm lên mới bắt được. Chị nâng tầm. Anh đi. Anh ơi! Mặc dù cầu đã sập, nhưng không lâu nữa chúng đã tràn sang thôi. Mọi người lùi về sau, bảo vệ người dân để tôi cản hậu. Anh đời ơi, anh đang bị thương rất nặng đó. Nhưng tôi là chỉ huy. Anh đời ơi, anh còn vợ con, cứ để tụi em. Nhưng đây là lệnh. Anh đời à, anh yên tâm đi. Năm anh em mình đã hứa cùng sống, cùng chiến đấu và cùng quay về nhà. Tụi em hứa sẽ trở về nhà với anh. Đi đây nhanh lên. Không, em không nghe lệnh. Đưa anh đội xuống hầm. Về đi. Bỏ anh ra sân. Sân. Anh đời ơi, rất tiếc lần này tụi em không nghe lệnh của anh. Anh đời an toàn rồi. Các đồng chí, tôi rất vinh hạnh khi có được những đồng đội như các đồng chí. Anh em mình phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Xung phong. Bát luôn mày thấy ghê. Rồi hai cái bát này xài sao sư phụ? Bỏ đi. Đừng quan tâm tới nó nha. Sư phụ buồn lắm. Không tin luôn á trời. Giờ tay ca đến rồi. Hành động. Con không có biết, bây giờ đừng có quan trọng điều đó. Con lấy những món đồ rất là giá trị. Đâu, đưa cho thầy coi. Đây, bóp tiền. Bóp tiền, giỏi lắm con. Điện thoại,
Hay quá con ơi. Còn nữa sư phụ à? Cái gì nữa? Đây, sổ tay. Sổ cái gì hả? Sổ liên lạc. Sổ sổ đầu bài. Thấy ghê chưa? Mày à, mày còn cái sổ gì mà nó ghê hơn nữa không? Dạ con. Sổ gì? Sổ lãi. Mày cũng điên hả? Lấy sổ lãi chi? Con lấy sổ lãi cho con. Con mập cũng được gì mấy con lãi á. Mệt quá. Nhưng mà đừng có quan trọng cái đó. Quan trọng là bóp tiền, nó rất là dày. Đúng rồi, bóp tiền. Bóp tiền, có cái gì trong đây? Bóp tiền. Không có tiền mà có bài không gì? Có chữ nè. Tụi mày đã bị bắt. Mình đã bị lộ chân tướng rồi. Rút. Quay! 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 Trời ơi, tôi quýt quá vậy. Ê! Ê! Sao tự nhiên bắt sư phụ tôi? Mấy người của em, mấy người bắt tôi nè. Ê! Quay! 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 Ôi trời, ôi trời. Ai? Ai trời trời, nó giỡn mà làm thiệt hả? Quay! Ai? Cái gì? Điện thoại. Alo. Tôi chính là kẻ bắt cóc đệ tử của ông đây. Sư phụ ơi, cứu con. Tôi muốn nói một điều là sư phụ ơi, cứu con. Tôi muốn nói là với ông là phải chị ơi, chị bắt cóc, chị bắt cóc. Dạ. Chị đưa cho ông đệ tử em nói chuyện ấy, chị bắt cóc. Sư phụ ơi, cứu con. Mày lên đây. Sư phụ ơi, cứu con. Mày có câu nào khác không? Mày cứ sư phụ cứu con hoài. Cứu con sư phụ ơi. Trời ơi. Mày có sáng tạo rồi đó. Bây giờ là mình bị bắt cóc mà đúng không? Thì mình cũng phải lịch sự. Chỗ người lớn người ta nói chuyện nhau mà trò trò cái mỏ vô sao ta nghe ta nói cái gì? Dạ dạ con hiểu rồi, con hiểu rồi. Ngoan lắm. Dạ. Sư phụ ơi, cứu con. Ủa hình như chị mới bẻ cổ đúng không? Đúng rồi đó. Dạ cảm ơn chị, nó nói nhiều quá. Bây giờ chúng ta trở lại đề tài chính được chưa? Dạ. Ông biết Vũng Tàu không? Dạ em biết chị. Ông đến bãi trước. Bãi trước Vũng Tàu. Đi xuống biển. Đi xuống biển. Bơi ra bãi sau. Bơi ra bãi sau. Leo lên bờ. Leo lên bờ. Đi bộ ra bãi trước. Xí xí xí, đi bộ ra bãi trước làm chi? Cho khô đồ. Dạ cảm ơn chị quan tâm anh nha. Giờ mình vô vấn đề chính luôn đi nha. Khi ông leo lên bờ, ông sẽ gặp một người giữ bức mật thư. Một người giữ bức mật thư? Đúng. Trong bức mật thư có ghi gì không? Địa chỉ nơi giam giữ đệ tử của ông. Địa chỉ ở đâu? 5B Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp. Dạ, chị bắt cóc ơi. Sao? Vậy cho hỏi em có cần ra Vũng Tàu không? Bây giờ chị nhắc lại một lần nữa nha. Em phải ra Vũng Tàu. Em gặp một người giữ bức mật thư. Trong bức mật thư mới có địa chỉ nơi giam giữ đệ tử của em là 5B Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp. Em hiểu chưa? Không, em hiểu chị rồi đó. Nhưng mà chị không có hiểu em. Bây giờ là em đã biết cái địa chỉ giam giữ đệ tử của em là 5B Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp đúng không? Đúng. Đúng không? Đúng. Vậy em ra Vũng Tàu làm chi? Bây giờ thôi không nói nữa. Bây giờ tóm lại em phải ra Vũng Tàu gặp một người giữ bức mật thư. Trong bức mật thư có địa chỉ là 5B Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, không hiểu chưa? Không, bây giờ em biết cái địa chỉ đó rồi. Em biết chính xác luôn. Đúng không? 5B Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp. Đúng không? Vậy em ra đó làm chi? Đúng không? Phải giải thích tôi hiểu chứ. 500 anh em của tôi đã hiểu. Chỉ duy nhất một mình ông hiểu. Bây giờ ông không tới, tôi xử đệ tử của ông. Cấp. Alo. Ơi. Alo. Ơi. Alo. 30 phút mà đi ra Vũng Tàu theo bà nào nói chắc không kịp đâu. Thôi, được rồi. Mình sẽ sử dụng phép dịch chuyển tức thời. Tất cả mọi người hãy để ý. Đây là một cái khăn. Nó có phép ảo thuật dịch chuyển tức thời. Đối tượng đã xuất hiện. Bây giờ phải làm sao? À, đối tượng đã xuất hiện rồi thì hãy mau xuất đầu lộ diện luôn đi. Hey. Đang trong hơi mày phá tao không à. Alo, đối tượng đang trong hơi vì đối tượng bị bệnh. Phải làm sao? À, giết hả? Giết, ok. Dạ, giết. Anh ơi, giết. Mày khùng hả? Mày tao trong hơi mắc gì đòi giết tao? Ấy, giết em ông á, trời ơi, khùng dễ sợ. Ê, đứng lại! Gì vậy? Mày dám giết em tao à? Tao có... Ai là người bắt cóc đệ tử tao? Em, sức đầu lộ diện.
là sếp của em. Là ai? Là sếp em. Ai là người bị bắt cóc? Là con. Ai là chủ bắt cóc? Là tôi. Lộn rồi má ơi. Trời ơi. Chú Phụ. Đệ tử. Trời ơi, con nhớ chú Phụ quá. Chú Phụ. Chạy. Nhanh. Ai trời ơi, ra đây lúc đi. Trời ơi. Thôi. Bớt chạy đi, mới chạy vòng sát sinh ba đứa rồi kìa. Thôi, tụi bay diễn dữ vậy. Trời ơi, người ta làm này mình phải diễn chứ. Em lấy tiền mà chị. Tao trừ luôn hết. Ba là ai? Điều đó không quan trọng. Tại sao bà bắt cóc đệ tử của tôi? Điều đó không quan trọng. Tôi có mặt ở đây làm cái gì? Điều đó không quan trọng. Cái gì cũng không quan trọng thì bắt chi vậy má? Đi. Đi là giết. Trời ơi, cái này mới quan trọng nè. Điều đó không quan trọng. Không quan trọng. Đã nói là điều đó không quan trọng. Bà kêu bà bắn đi rồi bà chết luôn đó bà. Trời ơi. Ô, trừ luôn tụi thật hết. Tóm lại, tôi bắt hai người tới đây là muốn xem ông biểu diễn ảo thuật. Bà điên rồi. Tôi làm gì biết ảo thuật. Tôi chỉ là một ảo thuật đường phố. Làm sao làm được ảo thuật lớn cho bà coi. Nếu ông không nhớ thì để tôi nhắc cho ông nhớ. Đó có phải là đạo cụ đồ dùng của ông ngày xưa đã dùng ảo thuật hay không? Cứu em với sao vậy thưa ông? Không phải là của tôi. Tôi không biết ảo thuật. Đi. Vậy thì chết. Mà không phải là ông, mà là đệ tử của ông. Nếu bà cần, tôi sẽ làm cho bà. Cũng được. Chú Hữu. Làm thử coi. Tôi mới gặp bà lần đầu. Tôi có thể dùng trí óc của tôi đọc ra suy nghĩ và biết được số điện thoại của bà. Nói chuyện không chỉ lên đầu. Của bà. Làm đi. Được. Điện thoại đâu? Dạ ơi, con nhớ bao cóc ơn những ngày trôi qua. Wow! Trời ơi, sao chú Phụ hay vậy? Sao chú Phụ biết được số điện thoại bà? Bà mới gọi tao nhật ký điện thoại vẫn còn mà. Thôi ngay con trò biệt đó đi chị cho. Bây giờ sao? Bây giờ tôi không cần nói nữa. Mà tôi có thể biết số điện thoại của ba thằng đệ tử của bà. Bằng thức thôi miên. Hãy ngủ đi. Ôi! Dạ ơi, con nhớ. Wow! Sư phụ xuất sắc. Đỉnh đó mày. Đỉnh. Vậy còn người kế tiếp? Người kế tiếp mà hãy ngủ đi. Ôi! Dạ ơi. Wow! Con không thể nào tin được sư phụ. Tao cũng không tin tao luôn mà. Đỉnh của đỉnh. Vậy còn người cuối cùng? Người cuối cùng mà hãy ngủ. Ê ba, em gào ấy chị. Ba mày gọi đúng chỗ lắm. Trời ơi, con chưa kịp là làm đi. Làm lại. Hãy ngủ đi. Ê! Trời ơi chị ơi, anh có số điện thoại em thiệt mà, hay thiệt. Mà sao em tắt nguồn? Ủa sao em có hai cái điện thoại nè chị ơi? Cây này của tao. Vui hơn. Chính là một giả đầu. Ông không được giỡn mặt với tôi nữa. Tôi giỡn bà nào? Nếu như ông không nhớ thì bây giờ tôi sẽ nhắc cho ông nhớ. Ông nhắc cái gì? Ông phải biểu diễn một trò ảo thuật đã đưa tên tuổi của ông lên hàng ngôi sao trong làng ảo thuật. Ôi, tôi có biết làm cái gì đâu. Ông đã gần nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi đó. Tôi chắc chắn làm xong trò này ông sẽ nhớ hết tất cả thôi. Đó là trò gì? Trò gì? Cứu học trò của ông trong biển lửa. Bắt nó. Cái gì vậy? Đem ra. Ông làm cái gì vậy? Cứu lấy học trò của mình đi. Hãy cứu lấy học trò của mình đi. Nó sẽ chết trong biển lửa. Đi tử.
con sư phụ ơi. Sợ lửa, con muốn chết sư phụ ơi. Sư phụ cứu con, sư phụ ơi, sư phụ cứu con, sư phụ ơi. Cứu em đi em ơi, cứu em anh Nam ơi. Lửa lớn lắm rồi, anh chạy trước đi, anh chạy trước đi. À! Thôi thì mình cứu, tôi đã mất một người thân rồi. Bây giờ tôi không thể làm mất một người thân nữa. Sư phụ sẽ cứu con đây. Con có sao không? Tại sao lại là bà? Tại sao lại là bà? Em làm tất cả các chuyện này là muốn anh nhớ lại 20 năm trước. Anh là một Lê Nam, một nghệ sĩ ảo thuật tài giỏi. Bà nói cái gì? Tôi là ai? Tại sao trong lòng tôi lúc nào có tiếng nói? Tôi là ai? Anh là Lê Nam, một nhà ảo thuật tài giỏi. Thu thổi mà nhiệt tình lắm. Lỡ tôi chết rồi bà bỏ tôi lần nữa ha. Không, anh cứ biểu diễn đi, em không sợ đâu. Nam rất là chịu khó, nói chung là thôi thì chưa một lần nào làm thì mình chơi cái nào khó khó chút xíu đi. Thì Nam nói thôi cho anh làm với lửa, là thổi lửa.
anh quyết tâm anh làm cho bằng được cái chuyện đó. Dạ vâng ạ, cảm ơn đạo diễn Vũ Trần rất nhiều. Thật sự rất đáng quý với những cố gắng và nỗ lực của anh Lê Nam để có thể truyền lửa cho quý vị khán giả. Và cái giá phải trả là không còn sợi râu nào cả trong suốt quãng đường vừa qua. Dạ, đã tập luyện rất là cực lực. Tôi có cạo trước rồi. Ủa vậy hả? Cạo đầu là trái rồi rủi hết lo râu. Không biết là bạn cố vấn của chúng tôi có ai đã từng thử thổi lửa chưa? Hồi nãy giờ tôi ngồi tôi nghe hai người nói cái chữ thổi lửa rồi đó. Phun lửa. Cái này người ta phun lửa. Dạ. Người ta phun mệt gần chết thì kêu thổi. Cái ông cố vấn này cũng vậy nè. Người ta cái đó là người ta phun lửa. Còn thổi lửa là ông ngồi dưới bếp, ông cầm cái ống tre, ông thổi, gọi là thổi lửa. Chưa nói em là Linh khó tính mà không ai khó. Không khó không? Tôi khó đáng lý là tôi không khó với ông này đâu. Tôi không khó với ông này mà tôi khó với ông đó. Dạ, ông dạ. MC gì mà duyên dáng dữ vậy trời. Đó con mèo suối anh chặt em á. Trời ơi, em thấy anh Hoàng là xuất sắc luôn á. Tại vì anh luôn mang tới nhiều tiếng cười đến cho mọi người. Mình sao thái độ của em thôi, mình quay lại với anh. Cuộc thi của anh mà đúng không? Có những gương mặt mà mùng 1 Tết tôi không dám gặp, đó là Lê Nam. Sao vậy? Gương mặt lúc nào cũng buồn. Gặp là mặt buồn lắm. Mặc dù cười sàn rốn nhưng mặt vẫn buồn. Sao vậy? Thêm phi lông. Không biết. Do cái cấu phi lông nữa. Nam phát hiện thêm phi lông. Ở trên cái mặt đó, trên cái đó. Bây giờ tôi nhận xét vào tiết mục nha. Các bạn có cái tứ rất là dễ thương, nhưng có những cái tiểu tiết mà chúng ta cần phải lưu ý để cho nó hoàn hảo hơn. Đó là khi Hồng Đào bước ra lần hai, thì một cái sự khôn khéo của các bạn là dùng một cái bao để trùm cái đầu người này lại. Nhưng các bạn lại quên đi rằng cái đầm ở dưới. Riêng đối với Lê Nam á, em bắt đầu có sự chuyển biến. Em cũng hết cái rụt rè chậm chạp như hồi trước đây. Chúc cho Lê Nam cũng như tất cả các bạn thí sinh chúng ta ngày càng sáng tạo hơn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn em. Mày ơi! Ráng đi! Mày ơi! Dạ không nổi đâu! Mày ra động mới nóng người mới bớt lạnh được, mày hiểu không? Khởi động nãy giờ đó! Bớt lạnh đâu! Lạnh lắm hả? Lạnh lắm rồi! Vô đây! Vô đây! Vô đây! Làm gì? Mày vô! Hả? Mày vô! Sao? Đi vô. Vô. Gì hả? Ông tao. Cái này hay quá ta. Trời chứ sao? Ai chỉ mày cái này vậy? Mẹ tao. Hay quá. Trời, giỡn vậy. Ai chỉ mẹ mày vậy? Ba tao. Hay quá. Trời, hay mà. Uầy. Gì ba? Mày khùng mà. Vậy? Mày nghĩ sao? Ba mày chỉ mẹ mày cách này, bây giờ mày chỉ tao. Ý mày là sao? Cái gì? Ủa ba nghĩ ở đâu vậy ba? Con chỉ muốn cho ba đỡ lạnh thôi ba. Ba nghĩ sao vậy? Thôi đi, tao không chơi thằng biến thái với mày. Cái cũng làm nào? Không chết hả? Không. Điên. Ây da. Tự nhiên bị té. Điên. Ông nào. Lại quá. Ông nào. Đừng có ngại mấy cái chuyện này, mày hiểu không? Thôi. Miễn sao mà qua được cái mùa đông này thôi, mày đừng có ngại mấy cái chuyện giới tính này, cứ bình thường đi nha. Mấy giờ tao chịu không nổi đâu mày ơi. Lạnh như này mà cả tuần nay mình đi ăn gì đâu. Cứ cái tình hình này kéo dài nha, tao với mày không có chết hết đâu. Chết đói trước. Bây giờ anh em tìm cách gì đi. Tìm gì? Ngại không, tao chịu không nổi đâu. Mày có thấy cái thứ không thấy không? Thấy. Nhưng mà tiếc quá. Bởi chỉ bây giờ có mắm tôm với củ riềng thì hay biết mấy. Mày tào lao. Bánh mì mắc gì ăn củ riêng. Ủa mày nhìn bánh mì hả? Hả? Tao nhìn con chó. Mày khùng quá mày ơi. Ở đây giết chó cũng như giết người đó. À. Để tao. Tao nhìn bánh mì tao chịu hết nổi rồi. Trời, sức mà sức nào mày giật không lại con chó hả? Mày ngon lắm. Mày đừng chỉ mày là chó mà ăn hiếp người ta. Tại sao mày ngược ngạo vậy mày? Mày dành đồ ăn cho con chó không được mày chửi nó là sao? Tao nói mày rồi. Bây giờ á, muốn dành đồ ăn của con chó thì mày phải hiểu tập tính của con chó. Sở thích của nó là cái gì? Thì mày mới tiếp cận nó được, mày lấy cho nó dễ dàng. Để tao. Hay quá. Mày làm gì vậy? Con cái cái gì?
Thần mình quá rồi. Bây giờ tao biết chơi chó là chơi sao hết. Lấy lẹ đi mày, tao đói lắm rồi. Mày nhớ mặt mày đi. Ê, mày có nghe nó nói gì không? Không, không, đâu nghe gì đâu. Anh học chứ, tao bị sẵn, tao bị sẵn. Lẹ lẹ đi. Lẹ đi, làm gì vậy? Ăn đi. Hả? Ăn đi, đi, nhiều. Anh mày gì vậy? Ê. Đừng có bánh mì mà gì cục sắt vậy mày. Trời ơi, bánh mì đập. Ê, sắc chung bánh mì mày ơi. Cây sắc á. Mày có cách gì không? Cách gì nữa, bây giờ nhìn đỡ đói chứ biết sao. Bây giờ với tình hình này mình chịu không nổi đâu. Đi qua chỗ tao ở được không? Tao bảo này qua bên bển ở á, bảo đảm mày có người cho mày ăn. Tới giờ ăn là kêu mày ăn, tới giờ ngủ là kêu mày đi ngủ. Đã vậy? Đã lắm. Đi. Đi đâu? Đi tù. Mày điên à? Điên cái gì? Tao ở ngoài có tự do, tao không thích đi tù đâu. Khùng. Tù lắm. Vô trong đó có người đó cho mày ăn mày ở. Bây giờ tao nói mày chỉ cần kiếm cái tội là mày phạm nhẹ thôi. Mày ở chừng 2 tháng hết rác mày ra. Đi tao lẹ lên. Mày khùng quá, tao không đi đâu. Tiên bắt tao vô tù. Trời đất ơi, bây giờ mày đi không? Tao hỏi mày đi không? Đi. Tại mày là bạch bốt của tao thôi. Trời ơi, dứt khoát vậy luôn hả? Ừ. Bây giờ muốn đi đúng không? Đi. Trời sĩ. Gì vậy? Quỳ lại ân nhân đi. Ờ. Quỳ lại à. Bảo đảm với mày vô tù được hay không là nhờ cái ổ bánh mì này. Gì? Mày thấy cái cửa là kia không? Cái nhà có cái cửa kính là kia thấy không? Thấy. Coi tao nè. Đi tù là cái chắc. Tội nhẹ nha. Hay tội lắm đi tù kia là tội nhẹ thôi. Đứng lại. Hai anh nãy giờ đứng ở đây đúng không? Ừ đúng anh. Dạ. Vậy hai anh có biết ai là người cho ổ bánh mì vô cửa kính hay không? Dạ biết. Tôi. Là ai? Tôi. Tôi. Tôi không một lần nữa. Là ai? Tôi. Tôi. Hai anh đừng có giỡn mặt với tôi nha. Hả? Chỉ có một ổ bánh mì mà hai người cùng chọi là sao? Hả? Là ai? Tôi. Hai định bao che cho nhau đúng không? Thôi được rồi. Lucky. Gì Ê cái con này quen quá ta. Hồi nãy mày chơi chó với tao đúng không? Nó mới nói chuyện tao đúng không? Nó nói gì? Không, chắc là tao sẵn. Đây là con Lucky, luôn đi theo bên tao. Và đây là ổ bánh mì của con Lucky. Nếu nó ngửi được mùi của ai, người cuối cùng cầm cái ổ bánh mì này thì đó chính là hung thủ. Hai người đợi đó. Lucky. You can see me. Đến đây với anh. Có nhớ hồi nãy anh đánh em không? Anh cho em một hai cái chỏ để cho em biết thế nào là để đổ anh giật đồ ăn của em. Bây giờ hửi anh đi. Hửi anh rồi chỉ anh tống anh vô tù. Nhanh lên. Tống anh vô tù. Thì ra anh chính là hung thủ. Đúng vậy. Yeah. Đi tù rồi. Đừng có nói nhiều. Đi theo tôi. Đi. Bắt ta đi. Ta biết. Ta đi đây. Muốn vô tù đâu có dễ. Cái gì vậy trời? Cái gì làm sao? Trời đất ơi. Ủa cái này con tôi bày ra mà sao không bắt tôi vô tù? Bắt thằng đó vô tù làm sao? Trời đất ơi, bây giờ phá hoại tài sản cũng không được vô tù hả? Vậy thì gây thương tích cho người vô tội. Bây giờ thằng nào mà xuất hiện ở đây bất thình lình là thằng đó xui dữ lắm. Ta sẽ cho một hai cú đánh vào mạng sườn trái, một hai cú đánh vào mạng sườn phải, lên gối một hai cái gọi là. Chuẩn bị tinh thần cho tôi ha. Ok.
Quýnh thằng đó chắc vô nhà thương luôn, quá chắc vô tù gì. Ra đi, đối thủ xương tầm của ta, ra đi, ra đi. Ào đâu, xuất hiện đi. Bắt tôi lại. Tao đánh người rồi. Em đánh người vô tội nè. Mày. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã bắt giùm anh thằng ăn cướp. Cảm ơn em. Em giỏi lắm. Cảm ơn. Mày đi. 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 Đổi không? Đổi chỗ không? Ê, thằng ăn cướp chạy rồi, bắt nó lại. Muốn vô tù đâu có dễ. Trời sao vậy? Trời ơi, sao mà ngược ngạo vậy? Bây giờ muốn vô tù mà khó lên như vậy sao? Trời ơi. Đánh người không được. Thằng cảnh sát còn ra đó, ra liền. Thì bây giờ cưỡng hiếp. Ở lâu hơn một xí mà chắc chắn phải vô tù. Bây giờ coi như cô gái này xuất hiện ở đây là cô gái nó xui dữ lắm rồi mới gặp ta. Cô bị cái gì vậy? Tôi với cô không quen biết với nhau. Nãy giờ tôi đang xúc phạm thân thể của cô, tại sao cô không lao lên chỗ bắt tôi? Con làm gái ba ơi ba. Trời ơi, không có giấy tờ mà lao lên trong bắt con hả? Bây giờ không có ổng nữa là mày chết mày với tao. Tao với tao mày. Làm gì vậy hả? Làm gì vậy hả? Hả? Cúi chùa hả mày? Hả mày? Hả? Ở đâu ra miễn phí mày vô mày làm gì mà sao trẻ tao vô đẩy giờ vậy mày? Hả? Tiền đây. Đưa tiền đây. Không được. Cô la đi, rồi tôi đưa tiền cho cô. Mày điên hả? Tao nói tao không la được, mày bắt tao la hoài vậy? Cái thứ gì làm gái mà không biết la? Mày phải hiểu tính chất công việc của tao nha, tao làm không bao giờ tao la hết nha mày. Nè, tao nói cho mày biết, bây giờ đưa tiền tao hay không? Tao không đưa. Mày làm gì tao? Mày đưa không? Không. Ok, tao thí mày luôn. Nha, tao cho mày luôn. Khỏi đi, đi luôn, mày đi cho tao. Đừng bao giờ để tao gặp cái mặt của mày, nghe chưa? Nghe chưa? Tao đã gặp rất nhiều người vô gia cư mà chưa bao giờ tao thấy được cái thằng nào mà khốn nạn, bỉ ổi, đê tiện như mày. Cô nói gì vậy? Tao nói mày đê tiện đó, tao chửi cái bản mặt của mày đó. Tôi cấm cô xúc phạm tôi. Cô làm gái, cô lấy tư cách của cô xúc phạm tôi. Lại cho bà. Nè. Em lấy em nói là chị không được xúc phạm em. Nè. Chị lấy cái tư cách gì tối nay mà người vô gia cư? Chị biết cái gì vậy em? Em có đi làm chứ bộ. Nhưng mà em làm ở đâu người ta đuổi cái chỗ đó. Khổ lắm. Mà em có làm gì sai đâu. Em cũng quên đi trễ thôi mà. Im đi. Đừng có phỉ báng người khác như vậy. Người ta cũng muốn sống tốt mà. Mày muốn tao gắn mày để mày đánh tao rồi mày được vô tù chứ gì? Mày nói tới vậy tao giờ tao mới nghĩ ra luôn á, cắn tao đi. Coi chừng nó cắn bây giờ nó lại. Quay lại, quay lại, quay lại.
Chạy mất dạy. Ê, anh có sao không vậy? Hả? Chết rồi, chạy máu rồi, chạy máu rồi, chạy máu rồi. Qua đây, để tôi. Đây nè. Tỉnh ra đi. Anh có sao không? Để tôi coi. Tỉnh ra đi mà. Để tôi coi, anh chạy máu rồi nè. Tôi nói một lần thôi, cô đi ra đi. Đi thì đi. Đi đi. Đi đi, trả đây. Ghét. Cần cái khăn. Người đặt lạnh muốn chết còn sầu sạo nữa. Cái chân có sao không? Đáng là tôi phải bỏ mặt anh rồi đó. Thương người như anh đó. Anh xúc phạm phụ nữ hả? Hả? Tại anh cứu tôi vì tôi mà anh bị thương vậy nè. Chứ anh đừng có hồng cho mấy cái này vậy. Qua. Bây giờ chửi tôi cho đã đi. Lạnh không? Anh ôm tôi cho đỡ lạnh nè. Máu nghề nổi dậy hay gì vậy? Nè, tôi đang thương hại anh đó nha. Không lợi dụng tôi nha. Anh lạnh quá, anh không lợi dụng tôi thì thôi chứ. Vừa vừa thì mình không có chọn nghề. Cô không xác định được như vậy là tương lai cô đi xa dữ lắm. Có gì làm cũng lâu hả? Lâu lắm rồi. À, làm vậy thì tướng quá chừng cô thích là phải. Làm nghề cô ngủ không? Ngủ cái gì mà ngủ? Người ta ngủ tôi thức không à? Mà sao người ta ngủ mà không ngủ luôn đi? Ngủ rồi nó bỏ đi không ai trả tiền tôi rồi sao? Trời ơi, tôi rảnh quá đi làm kiếm tiền mà. Ai như anh suốt ngày lười biếng làm gì đâu không? Lười biếng đâu, tôi có ước mơ mà. Tôi muốn vô tù. Nó ở trong động á, có chỗ ăn, chỗ ngủ, không cần phải làm gì hết. Qua cái mùa đông này mình đi ra ngoài mình kiếm việc làm, đúng không? Ở ngoài đây tự do tự tại, anh không muốn. Anh muốn vô tù là sao? Nói rồi, chứ là ước mơ của tôi. Ước mơ cái gì? Giờ nè, nói chuyện của cô nè. Chuyện của tôi cái gì? Ừ, cô làm vậy á. Ủa, cô có đi thiếu không? Hả? Hỏi có đi thiếu không thì đi, còn nếu không đi thiếu thì thôi. Người ta không đi chứ có gì đó mình. Để cho khoát là không thiếu phải không? Bây giờ á, cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đã cho tôi suy nghĩ theo một hướng tích cực hơn. Không như vậy nữa. Tôi đi nha. Khoan. Hả? Đói bụng lắm phải không? Ờ. Nè, có tiền cái gì vậy? Cầm tiền đi kiếm cái gì ăn đi, rồi suy nghĩ lại đàng hoàng, biết chưa? Cho tiền tôi hả? Ừ. Nhưng mà bị rách rồi. Bà nội nó nãy lo chạy xô không kiểm tra cái thằng khách nó. Hàng thiệt. Rồi đó. Đây đi. 3 đồng hả? Ừ. 3 đồng mua gì ăn được? Đó. Chỗ nhát là ông nội. Ôi trời. Đi. Tôi đi á. Em ơi, nghe em nói nghe nè. Cái gì? À, 10 đồng này anh hiểu rồi. Sĩ diện nữa. Anh sẽ cất. Anh hứa là sẽ ăn uống đàng hoàng, rồi sẽ có sức khỏe, sẽ trụ qua được mùa đông năm nay. Còn em cũng phải ráng trụ qua mùa đông năm nay nghe chưa. Rồi mùa xuân tới em phải nhớ ra đây đứng đường tiếp. Anh hứa anh sẽ là vị khách mở hàng đầu tiên cho em mừng xuân mới. Anh hứa tình yêu của chúng ta bắt đầu từ một lần em đi khách. Anh yêu em, yêu thiệt á. Yêu lẹ vậy ba? Tình yêu xét đánh mà.
thằng chó như mày mà tao. Bắt tao lại, bắt tao lại. Đâu? Cảnh báo, cảnh báo, có người bị thương, có người bị thương. Em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, tại sao vậy? Trời ơi, tại sao khi mà anh hiểu được tất cả mọi chuyện, anh hiểu được ước mơ đôi khi rất đơn giản, ước mơ chỉ là sự tự do, nhưng mà tại sao lại ra đi giúp anh không gọi biết tên của em, anh chỉ biết em làm gái thôi, tại sao vậy? Tên lại đi, mọi người ơi, ước mơ đơn giản là mọi người ơi, tại sao? Tên dậy đây, tên dậy đây, tên dậy đây mà. Em ơi, kêu cấp cứu đi ba. Cấp cứu, cấp cứu. Hay quá, dễ thương quá. Kính thưa quý vị nha, chào mừng quý vị đã đến với tiết mục ca nhạc kịch giữa giờ của tiệm thẩm mỹ trên ga Long Đao. Dạ, quý anh chị nào chưa làm bộ móng, chưa kịp gọi bộ đầu thì mình coi tiết mục văn nghệ này xong, mình về nhà mình ăn chén cơm, mình tắm cái mình, xong chiều mình qua mình làm đẹp tiếp giùm em. Khách đông quá hôm nay em không nhận thêm vào ca trưa nữa nha mọi người nha. Rồi giải tán đi mấy em, giải tán đi mấy em. Chị nhớ cả tiền xô nha chị. Cảm ơn em. Giang à, Giang à, hôm nay ngày mấy vậy Giang? 30 Tết. Sao chưa tới nữa ta? Giang à, mấy giờ rồi Giang? 1 giờ PM. Dễ dữ thần vậy trời. Giang ơi, chuẩn bị đón khách. Em gái ơi, em gái ơi, nhảy xong không có gì phải hoảng hốt hết. Bình tĩnh giùm chị, bình tĩnh giùm chị nha. Rồi theo chị đếm nè, hít vào, giỏi lắm, thở ra. Hít vào. Thở đi em ơi, thở đi em ơi. Giơ hai cái tay lên, chụp cái phao giùm chị nha. Chị lại em ơi, em lấy cái tay em chụp cái phao, em đừng lấy cái đầu em chụp cái phao em ơi. Rồi rồi rồi, để chị xuống, để chị xuống. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi sao, không sao, làm sao, bình tĩnh chưa? Biết ở đây là ở đâu chưa? Biết ở đây là ở đâu chưa? Ở đây là đâu vậy? Ở đây là ghe của Lòng Đào. Các em ơi, về lòng đất nước tôi, mong sao quê hương giang tay đón tôi. Nghệ chào đón khách nhảy cầu hôm nay xin được phép kết thúc. Mời các em vào. Nha rồi, tỉnh táo, tỉnh táo. Mệt không? Nhảy cầu mệt không? Ôi, nín nào có khóc nè, lạnh không? Muốn không có đừng có chết, khùng quá à. Uống trà nha, uống trà nha. Gì vậy? Bên chị hả, có các loại trà như sau: trà khổng tước nè, trà hoàng đế nè, trà hoàng gia. Ôi, em lạnh lắm. Không lạnh thôi, rồi thôi, vậy thôi uống trà nóng nha. Uống trà nóng ha. Trà nóng là trà nóng hay nước nóng em? Trà nóng. Trà nóng, trà nóng là cái nước vẫn lạnh với cái ly vẫn lạnh bình thường hả? Trà nóng nước trà nóng á. Là cái nào nóng, cái nào lạnh em? Là trà nóng. Ủa sao kỳ vậy ta? Cứ mỗi lần tới khúc tư vấn uống trà là khách nhảy à. Không hiểu nữa. Thôi lên em ơi, chị tư vấn cái khác cho. Lên. Bình thường, bình thường. Ở đây nhảy đi nhảy lại là chuyện rất bình thường. Rồi, nói chị nghe nè. Lạnh quá thôi chị lấy lò than cho em sưởi nha. Bên cạnh lò than chị có thêm một cái số món mình ăn kèm khi mình sưởi ấm nữa. Mình có hải sản nè. Hải sản, hải sâm, thịt heo, thịt bò, ba chỉ cuộn. Em lạnh luôn. Lạnh thì ăn lẩu nha. Ăn lẩu không? Vậy nữa. Chị có lẩu dê, lẩu bò, lẩu thái. Có lẩu há giá lồ nữa em. Há giá lồ? Ừ, không ăn hả? Thôi vậy ăn lẩu băng ca không? Cái chị người ta có lẩu băng chuyền, cái băng ca là gì? Đặc sản trên ghe chị là lẩu băng ca. Anh ơi, ơi anh muốn ăn gì đây? Ăn chè hay là bánh giò? Hôm nay em muốn đi ăn thật no, cho nên anh đừng tiếc tiền. Ăn đã chưa?
chưa? Không gấp được một đũa nào chứ mà đã đời. Đó, cái đó là một ví dụ để chị điển hình cho em biết một cái chuyện là băng ca đi rồi không thể quay lại được. Dạ. Nó giống như là thời gian vậy đó em. Bởi vậy ông bà ngày xưa người ta có câu hát như thế này đây. Thời gian trôi qua mau chi, thời gian trôi qua mau chi còn lại những thân yêu ơi sẽ còn mãi thiên thầy cô bạn bè mến thương ơi chỉ còn nhớ những phút. Chị có thể hát không được mà nó bắt mới âm nhạc hỗ trợ được đâu. Để rồi mai chia xa chỉ còn lại đây tiếng. Ủa sao kỳ vậy ta, cứ hát là có người nhảy, hát là có người nhảy à. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nói. Ai? Giang, 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 kỳ vậy ta. Nếu có ước muốn trong cuộc vậy ta. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Thôi được rồi, không hát nữa. Lên đây, lên đây. Ngộ quá, cứ hát là nhảy hoài. Mệt không ai thương tôi hết trơn á. Cái đó là một ví dụ của chị thôi, em hiểu không? Giang, đi chuẩn bị. Trong cuộc sống á, nhiều khi mình có những vấp ngã, nhưng mình đừng như vậy mà mình bỏ cuộc, em hiểu không? Bởi vậy ta nói Giang, trong cuộc sống này nếu em có gặp vấn đề gì thì em phải biết tiến lên. Nhanh chị. Nếu như em có một con heo heo nè, thì người ta có con heo lớn hơn ba được không, thì người ta có tứ quý. Đó là cuộc sống. Trẻ bồng bột quá. Em ơi, lên đây chị nói cho em nghe nè. Mày tìm cái gì như đãi cát tìm vàng dĩ dáng. Nó trôi. Đi lên đây. Em ơi, cuộc sống này không có được vội vàng, em hiểu không? Bởi vì chị nói em nghe, khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Đúng, đúng vậy. Có thể dán bài này xì dắt xì bàn gấp đôi. Trời ơi, ngồi xuống đây. Tuổi trẻ bây giờ bồng bột quá, hở một cái là nhảy, hở một cái là nhảy. Lại đây, cơ hội không từ chối ai bao giờ. Cũng đến với Đào ba cào. Em ơi, giờ ta chẳng còn chia mãi trắng tay mà thôi đời bạc giá. Thôi mà có gì đâu mà buồn. Không cắn lưỡi. Em ơi không cắn lưỡi à, thức dậy mà trả nợ nha cưng. Nhưng mà tiền đâu mà trả nợ. Khùng quá à. Em ơi, nãy giờ chơi dài dán bài Đào cũng ngờ ngợ ra được nguyên nhân em rồi. Nhưng mà Đào muốn chính miệng em nói ra tại sao em nhảy cầu tự tử. Tại vì em thua bài thiếu nợ. Em quỳ xuống. Sao vậy hả em? Chị cho em tiền lên Sài Gòn em ăn học, mà tại sao bây giờ em lấy tiền mà em đi đánh bài vậy hả? Như vậy là bất hiếu với bà lắm. Con có biết không hả, con gái của bà. Mẹ thương con.
giờ con làm như vậy mẹ cực kỳ thất vọng. Nói mẹ không đánh con nữa, con đứng dậy con nói chuyện cho mẹ đàng hoàng. Dạ. Làm cái gì mà con sợ mẹ dữ vậy? Đứng dậy. Dạ. Tại sao? Dạ. Tại sao lại lâm vào con đường bài bạc? Tại ba mẹ đó. Tự nhiên hai người chết đi để cho con quá trời tiền luôn. Có biết làm cái gì đâu, mấy anh xài phung phí gì đó. Tại hai người với bộ. Câu chuyện của em bi thương quá. Đào nghe Đào đứt cả ruột luôn đó. Đào giả bộ vậy đó cho câu chuyện của em với Đào thêm kịch tính thôi. Không có gì hết, hiểu không? Mà chị là ai vậy? Chị là Đào, chị là chủ ghe. Em tên gì? Nói cho chị nghe coi. Em tên Mai. Cái gì Mai? Bình Mai. Rồi thôi biết sao nhảy rồi. Rồi biết. Ê khách quá nhảy phải không? Cái gì vậy? Em phải Hậu Kim. Em Hậu Nguyên. Nguyên Bình Mai. Thôi được rồi. Đào nói em nghe nè. Mình thua bài thì mình phải cố gắng. Mình giật dậy, em hiểu không? Trời, chị nói dễ nghe quá. Muốn cố gắng là lên được. Vậy cuộc đời em khổ lắm. Vậy em muốn chết. Em khổ bằng Đào không? Hồi xưa gia đình Đào nghèo lắm. Ba má Đào mất sớm. Ba má Đào bệnh quá, đau đớn quá. Mất sớm như vậy mình nhẹ nhàng hơn, em hiểu không? Một người khổ còn hơn là ba người khổ. Dạ. Nhưng Đào không bao giờ Đào buông xuôi với số phận hết. Mặc dù á là Đào không có đi học nhiều, không có kiến thức, nhưng mà được một cái á là mỗi lần đi xin việc làm không ai nhận Đào cả. Ừ đúng rồi cứng. Không có học đi làm ai nhận, đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà em ơi, cuộc đời này công bằng lắm. Người ta lấy đi của mình cái này, người ta sẽ cho mình lại cái khác. Cho gì chị? Người ta lấy đi của mình gia đình, học thức, tài sản, nhưng được một cái, người ta sẽ cho mình một thứ vô cùng lớn lao. Vậy cho gì chị? Cái nợ. Không có ăn học rồi đi đánh bại rồi hỏi sao không nợ. Nhưng chưa bao giờ Đào buông xuôi với cuộc sống này cả. Em ơi, Đào dinh vào số nợ đó lấy làm động lực để Đào rẽ sang một hướng khác. Rẽ? Chị rẽ hướng nào? Chị đi nhảy. À, là chị đi nhảy giống như là cái vũ đoàn á hả? Xong rồi vô mình trả nợ đúng không? Không phải, chị nhảy cầu. Thì chị chết rồi. Em tiêu cực. Em ơi, nhưng mà ảnh đâu có cho chị chết dễ dàng vậy đâu em. Ảnh ai? Ông trời á. Ông trời mà bà kêu bằng ảnh. Kêu vậy chứ nó gần gũi hiểu không? Em thấy ổng gần chị lắm á. Ông trời ổng công bằng lắm em. Ổng không cho chị chết dễ dàng như vậy đâu. Chứ sao? Lúc mà chị nhảy á là có người vớt chị. Ai vớt chị? Ba chị á. Nhớ. Ba nuôi, ba nuôi. Ba nuôi đúng nhớ. Rồi. Chị ở với ba chị nuôi chị. Xong ba chị chết cái chị chiếm cái ghe. Ba chị chết xong rồi cho chị cái ghe. Thế không? Cái ghe này hả? Ừ, cuộc đời chị ly kỳ lắm cưng. Giống như cái lúc chị nhảy là chị mở hàng ngay đêm 30 hay sao á. Trời. Kéo theo những cái năm sau đó thành cái trend. Cứ 30 Tết là có đứa nhảy, 30 Tết là có đứa nhảy. Ghê vậy? Ừ, năm nay là em nhảy đó. Đi ra đây, chị chỉ mấy đứa nhảy trước em cho em coi. Đó, thấy con bé mặc nằm hồng không? Có cái nơ á. Trời ơi, bình bắn qua. Ủa đẹp dữ ta. Giàu lắm, đeo hột xoàng giác người luôn em. Trời ơi, sao lại thấy vậy? Mới ra MV ca nhạc ở trên Đà Lạt đó. Ca nhạc hát gì? Hát cái này nè. Vẫn biết yêu người không lối thoát, tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi. Biết không, biết chưa? Thôi Giang ơi, đủ rồi Giang ơi. Chị thương lắm. Ủa, là cái chị đó cũng nhảy xong mà chị cứu hả? Không, nó bạn chị thôi. Chị rảnh quá. Trời ơi, có còn một cái nữa. Giang ơi, ra đây. Điểm sáng của chương trình năm nay, Giang. Người ta nhảy là người ta nghe một cái tẩm, còn con Giang nhảy nó nghe một cái bon. Ủa sao nhìn cái bon? Nó nhảy trúng cái đầu ghe. Em thấy không, tội nghiệp lắm em. Bữa đó tụi chị đem đi cấp cứu mà bác sĩ nói gì nè, hên đem đi kịp chứ không nó sống thực vật rồi. Ôi nghĩ sao sống mà mừng rồi. Đúng rồi, giờ nó sống động lắm. Mỗi ngày nó làm một nhân vật nè, em nhìn đi, giờ làm con mèo nè.
Rồi nó làm con chó. Bị làm gì vậy Giang? Ống cống bị nghẹt. Trời sợ vậy. Ừ, sợ nó lắm. Sợ nó lắm. Có bữa nha, nó ngồi nó buồn hiu à. Chị hỏi nó không nói. Xong rồi kêu ăn không ăn. Cái sợ nhớ gia đình á em, ngồi buồn. Chị nó hôi đừng buồn, dắt đi siêu thị chơi. Dạ. Cũng không trả lời luôn, nguyên một ngày hôm đó luôn. Qua hôm sau trẻ hả hải tới. Trời ơi Đào, Đào biết gì không? Hôm qua em đóng nảy chuối á. Tức lắm nha, tự nhiên ngu đóng nảy chuối chi đâu có ăn được đâu, đói gần chết. Chưa đâu em, có bữa nó còn đóng ca sĩ nữa. Ê! Nữa. Hả? Có bữa đóng diễn viên nữa. Gì ghê vậy? Mẹ cho nó đi nè. Đi lại không? Nghệ sĩ Minh Nhí. Đó. Trời ơi. Hay lắm em ơi, nó biến quá khôn lường. Đoan đoan, ta là cướp đây. Gia đình có tiền tài, vật chất đưa cho ta hết. Đó. Mà nó ngộ lắm, không tương tác với nó là nó đánh dữ lắm em. Tiền. Thì tao đưa nè. Nè, cầm đi. Tại sao nhà hết rượu rồi mày không mua cho chồng con uống mày? Trời ơi, bây giờ mày làm chồng nó hả? Tao nói một câu là mày cãi một câu hả? Mày đừng tao tiền không? Mày đưa tiền này không tao đánh mày. Tao đưa lên. Tao đưa mà mày đừng. Thôi mà tao đưa mà. Đâu tao... Hai người đang làm cái gì vậy? Vậy mà Đầu đối với tôi Đầu là con gái. Lận. Lận. Đừng gọi tên tôi nữa. Lận. Đồ tôi. Lận. Chị chạy xe đi, chờ đất ơi. Chồng chị bắt gặp mình không giải thích là ông ghen bậy bạ. Chồng nào em? Ủa? Chứ ai nữa? Bạn thằng Giang đó. Thằng Giang thì nhảy lên nóc ghe. Thằng Lận thì nhảy lên nóc đầu của thằng Giang. Lận, Giang, hai thằng bệnh chung một bệnh. Trời ơi. Tội nghiệp chị lắm em ơi, chị sống trên thuyền áp lực lắm em ơi. Áp lực dữ quá không ấy, trên ghe sống linh đinh mệt, lên bờ ở thoải mái hơn không? Thôi, thực ra là chị cũng muốn lên lắm. Nhưng mà chị không có gia đình. Thì cái chuyện... Giang ơi, tao nhắc tới không có gia đình là mày cho Nhật buồn à Giang ơi. Nhưng mà chị không có gia đình em. Nó cũng không vui tới như vậy Giang à. Không nói tiếp được. Em hiểu không? Ở trên bờ á, nhiều khi nó cũng sung sướng. Nhưng mà chị nghĩ ở đây nè, rồi ai nhảy thì mình vớt. Đâu phải ai á, người ta cũng có nhiều cái sự lựa chọn đâu em. Đâu phải ai người ta cũng có cơ hội thứ hai đâu cưng. Hiểu không? Đào nói nghe nè, Đào quý em lắm. Em ở đây với Đào đi. Rồi hả, Đào chỉ cho em làm linh ta linh tinh trên ghe nè. Rồi mình kiếm được đồng ra đồng vô. Cái đó cũng là tiền của mình. Em hiểu không? Cái gì của mình á, nó là của mình. Cái gì không phải là của mình á, thì nó là của mình. Cái gì nó là của mình á, thì nó là của mình. Cái gì nó không phải là của mình á, thì mình cố gắng mình làm nó cái trên nó thành của mình. Thôi là để em một mình đi. Rồi, chị nói hết lời rồi đó. Rồi em có muốn chết nữa không? Muốn. Con này, nói tới vậy mà vẫn muốn chết là sao em? Hả? Em lặng lặng vậy là em may mắn rồi, bây giờ cứ đòi chết hoài vậy là sao? Bây giờ muốn chết lắm phải không? Muốn, tôi rất muốn chết, chị đừng có nói những cái lời mà vô nghĩa thiệt á. Trời nợ nần đầy đầu, chị làm gì nữa, bây giờ tôi muốn chết. Vậy thôi ăn cái Tết xong rồi qua Tết nhảy được không? Không! Muốn chết thật sự đúng không? Chị đừng nói thêm cái gì nữa. Bây giờ em lưỡng lự lắm đúng không? Bây giờ em không biết em có nên chết hay không đúng không? Bước lên đây, nè, cầm. Xiết mạnh vô tôi chết cho chị coi. Tôi cũng muốn chết lắm, cũng không trong cuộc đời này. Đâu? Vậy mà Đào nói với tôi Đào là con gái. Con gái ở đâu? Gái ỏ ò. Lận, đây không phải lúc giỡn Lận. Tôi không có giỡn với Đào. Đào buông người ta ra. Đào buông người ta ra đi ba. Lận. Mai. Đào. Lận. Đào giết người. Đào giết người. Cứu cho. Biệt đội cứu hộ. Đi ra cứu hộ cái đó. Cứu con
Tụi tụi em ơi, con Mai Lan, xiết cổ mày, xiết cổ nó rồi kìa. Bây giờ sao? Bây giờ em không chết nữa, em sợ chết lắm rồi. Sợ lắm rồi phải không? Dạ. Không muốn chết đúng không? Không muốn chết. Không muốn chết thì ăn tết. Chuẩn bị xong hết chưa? Dạ rồi. Rồi, chuẩn bị xong hết rồi. Vậy thì chúc mừng năm nào thần tuyệt vời, mùa xuân thanh cao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Trời đất ơi, ông trời, con khổ quá mà. Con là thần tổng quản mà ông bắt con đi theo ông Tơ Bào Nguyệt từ kiếp này qua tới kiếp khác, cho tới bây giờ con làm con người luôn rồi nè. Con cũng chưa tìm thấy được ông Tơ Bào Nguyệt. Sao vậy? Biết tới chừng nào ba người tụi con mới hoàn thành nhiệm vụ, mới trở về trời được đây? Ông mà cũng thiệt, ông khó ghê luôn á. Ông muốn á là ba người của con phải là có chung một cái cơ duyên, cùng gặp mặt nhau, rồi cùng làm hoàn thành xong nhiệm vụ, lúc đó mới trở về trời được. Ông trời ơi, sao mà khó quá vậy? Ê, ông Tơ Bà Nguyệt, ông Tơ Bà Nguyệt đã xuất hiện rồi. Bây giờ còn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ nữa thôi. Ông Tơ Bà Nguyệt ơi, cố lên nha. Sao chung đường chung bước, yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng. Đời như chiếc lá rớt rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào không xóa. Cô với tôi đang có chung một cái nỗi buồn với nhau á hả, đúng không? Mà cái lời tâm sự đó vậy cuối cùng là chồng của cô sao vậy hả? Thì chồng tôi, ông bỏ tôi đi theo người khác rồi. Mà còn anh, vợ anh đi theo người khác hả? Không, người khác đi theo vợ tôi. Đây nè. Đây, đứng đó. Cô mà tiến lại gần là tôi la lên đó nha. Bơm đúng không? Bơm vào trong cái vỏ đó đúng không? Bơm cái gì mà bơm? Cái này đồ ăn của tôi mà. Cái gì? Đồ ăn. Thằng hồi nãy shipper. Trời ơi, giao đồ ăn rồi tại sao tôi về? Quay lại để làm cái gì? Tôi muốn làm, tôi muốn sợ ai kệ tôi chứ. Anh mắc cười quá, anh hỏi tôi làm cái gì. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Dơ quá. Cô gì? Cô đây, cô làm gì vậy hả? Trời ơi, tôi muốn tự tử. Hả? Cô tự tử sao? Cô không đi đâu, cô nhảy sông nhảy suối, tự nhiên cô vô đây cô ngồi ăn bánh bao sao chết được? Tôi sẽ ăn hết cái đống bánh bao này, sau đó cái người tôi sẽ mập lên, nó sẽ nổ tung, tôi sẽ chết. Mà sao đi tự tử vậy? Tôi bị thất tình. Người yêu của tôi là chồng sắp cưới của tôi. Hồi trước á, tôi đâu có mập vậy đâu, tôi không nhôm nhách à. Sau khi yêu ảnh, quen ảnh,
thì tôi mới đi học những cái lớp nấu ăn, tôi nấu những món ăn cho ảnh ăn. Nhưng mà tôi nấu ngon quá mà. Tôi phải ăn trước chứ, ăn nhiều quá riết mập dần đều theo thời gian. Bây giờ ảnh chê tôi mập, tôi xấu. Mà còn nữa, chỉ vì một cái đêm hôm đó, tôi nằm kế ảnh, tôi lỡ tay gác nhẹ lên cái cổ của ảnh rồi. Anh chửi quá trời, anh chia tay tôi luôn. Cái cuộc trỏ mà cô chấn vô trái khế, người ta dập trái khế thì còn gì là đồ chua nữa. Nói chung tôi buồn lắm anh Nhân ơi, anh Mùi Nhân. Ôi em đừng nhắc tên tôi làm gì. Ủa anh Nhân. Đừng ạ, bà đứng im ra đi. Tôi sợ bà lắm rồi nghe, bà tránh xa tôi ra nghe. Nhưng mà không lẽ vì cái lý do nhỏ xíu đó mà anh bỏ em? Bà muốn biết cái gì? Không phải vì trái khế của tôi đâu, mà tại vì bà mập, bà xấu. Ôi anh ơi, cái mũi em mới sửa lẻo đâu quá, không biết bị gì á. Ôi cái mũi em mà nó bị gì chắc anh không yêu anh nữa đúng không? Không có đâu, em yên tâm đi, dù em có xấu cỡ nào đi chăng nữa, em có không có lỗ mũi đi chăng nữa, anh cũng vẫn yêu em mà. Ủa mà không có cái mũi sao thở? Em yên tâm đi, anh sẽ lấy nhịp thở của trái tim để gắn lỗ mũi của em. Tôi nói cho bà biết, không những bà mập bà xấu nghe, tôi chia tay bà là thêm một lý do nữa là tại vì đi với bà lúc nào cũng xui. Ủa mắc mớ gì đó với em xui? Bà không nhớ hả? Có một cái hôm nữa tôi đi xin việc, tôi lên tôi xin việc làm cái bà, một hai bà đòi đi theo cho đã, cái bà vừa mập bà vừa nặng nề, bà lết. Tôi lên tới chơi nó hết giờ, nộp đơn hết, mất việc luôn. Một bữa khác nữa tôi đi qua chỗ khác, tôi nộp đơn, tôi được phỏng vấn. Tôi lên tới trên đó tôi để bà ở nhà. Tới giờ tôi phỏng vấn, bà gọi điện thoại tôi: alo anh ơi về đi, em có bầu rồi. Tôi bỏ phỏng vấn bỏ hết, bởi về nhà chở bà đi khám, về mới biết bà bánh bao sình bụng. Xui là ha. Bà thấy bà quá đáng chưa? Em à, hôm bữa anh nghe dạ. Nói là em đi đánh bài đánh bạc gì đó với đám bạn bè của em nói là em đánh bài cào mà tất cả các dáng em đều ù hả? Dạ em xui lắm. Em yên tâm, tiền đây em cứ trả đi, dù em có xui tới cỡ nào đi chăng nữa anh hứa anh cũng vẫn mãi yêu em. Nè anh thấy người ta yêu nhau chưa? Tôi xin lỗi. Mày mốt em muốn em giảm cân em không mập nữa. Vậy là giờ về nghe. Về. Đúng. Tình yêu là phải như thế này nè. Là phải vị tha, bao dung và thông cảm cho nhau vậy đó. Phải. Tình yêu là phải như vậy. Dù người mình yêu có xấu thế nào đi chăng nữa, phải ôm trọn cô ta vào lòng suốt cả cuộc đời này. Hai người hãy tin chúng tôi, bởi vì chúng tôi chính là người dân. Ủa cái gì vậy? Lỡ. Vậy là nãy giờ lừa tụi tôi hả? Nè. Dạ không phải à, dạ tại vì không phải đâu. Tại thật sự là cái lý do chia tay cũng không có cái gì mà lớn to tát hết. Tự nhiên đúng có một rồi. Hai cái đó cho nên là tụi tôi muốn giúp đỡ vậy thôi chứ không có ý gì. Đúng rồi đó anh. Nhưng mà hai người đó giúp mình mà đừng có đánh người ta. Giúp đỡ hả? Dạ. Thì thôi thì cảm ơn. Cảm ơn hai người nghe. Xếp đồ đi về đi em. Dạ. Bye bye nha. Dễ thương quá à. Yeah. Dạ. Gì vậy? Chúc mừng hai người đã trở về trời. Ủa không, ông không nhận ra tôi hả? Gì vậy? Hả? Tôi là ông thần tổng quản này ông Tơ Bà Nguyệt. Gì hết trời? Hai người hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, bây giờ mình về trời. Mệt quá ông Tơ Bà Nguyệt gì ở đây? Ủa là hai người đi. Không nhận ra luôn hả? Thôi ông ơi. Mệt quá bây giờ, còn cách cuối cùng hai người phải xin lỗi nha. Ủa hê hê cái gì vậy? Chạm nhau là điện giật. Nhớ ra rồi đúng không? Nhớ ra rồi đúng không? Nè, bà Nguyệt, anh đây. Anh Tô. Phải. Nhớ ra rồi, yes. Ông Tơ và bà Nguyệt, cuối cùng thì hai người cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, chuẩn bị về trời phục chức. Nhìn đi, ta có quà tặng cho hai người. Về với em anh còn nơ gia đình, bên gia đình, bên nợ yêu nhau.
Chi? Chi à? Chi ơi? Chi à con ơi? Con à! À! Trời ơi, con bị bệnh tim mà ba hù con hoài à. Trời đất ơi, bước ra đây ba biểu coi. Đi ra đây nè, đi ra đây, ngồi trên ghế đi. Sao tự nhiên ngày hôm nay con mặc áo của mẹ vậy? Ba ơi, con thấy con nhớ mẹ quá à ba. Ai bán méo nhân đạo không? Ai? Chào bé Tuấn Dũng, nay mình có hẹn lấy máu phải không ta? Long đi, hê, lẹ đi, nhanh lên. Rào, thôi được rồi. Bây giờ mình tiến hành luôn nha. Khoan, trước khi làm á, tôi gửi tiền luôn. Để lát nữa máu nó tự tin nó chảy. Ông làm lẹ giùm tôi đi. Rào, đây. Đúng rồi. Chết rồi. Không sao, bình tĩnh nghe. Rào. Anh muốn nói gì, nói. Đâu vậy, bà chủ ơi. Bà coi, trời ơi, bà chủ, mình đi đâu, mình đi đường đó vậy? Ủa, tao chủ nhà trọ, tao muốn đi đâu, tao đi chứ trời. Trời ơi, còn hai con mẹ này nữa. Đi đi, chuyện tình yêu người ta mà đứng ngó cái gì? Trời ơi, cửa đi vô đây. Dạ. Uống Thảo hả? Trời ơi, Thảo bữa nay bị ông chết gì bự dữ mày? Dạ. Mày đi qua đây tao nói nghe nè. Không phải Thảo đâu. Ủa sao con bạn mày đi theo mày hoài vậy? Dạ. Cái này mày sao vậy? Đi ra đây tao nói nghe nè. Dạ đây. Bé ơi, em buông Dũng ra chị nói chuyện coi. Đừng có kéo nữa là nó đưa cái mặt... Mặt gì? Cái mặt tình cảm hai đứa đó. Trời đất ơi, cái mặt tình cảm gì bây giờ? Uống ra tao nói chuyện. Uống ra tao nói. À, cái thằng này. Mày tới mày mua máu nữa rồi phải không? Ôi, mày biết nít tao liệu nghe. Mày rút cái sợi dây này ra chết nhỏ hay sao? Hả? Cái thứ quỷ yêu của mày sao đuổi hoài mày không đi vậy? Bích Dữ! Cái gì? Mày ra gặp bạn mày kìa! Bán đồ, lo bán đồ, đổi địa điểm ế gần ơi, chết, gần kêu mày hoài vậy? Con nào bịt đầu như mới bị chụp ổ xong vậy? Có cần ra mượn cái hình tộc vuông caro che mặt mà trước khi lên báo không mày? Dạ thôi nè, cho em lại. Trời ơi, mà tóc dài mà để đâu tôi gớm không? Em ngụy trang dữ lắm mà cũng bị nhận ra đó anh. Thằng quỷ mày tới mày lấy máu thằng Dũng hả mày? Cho cái thứ mày ác ôn vậy nó bán mạng đó mày biết không? Có biết nhân quả báo ứng nó nhãn tiền là cái gì không? Bữa nay nghe mày còn lấy một giọt máu nữa của thằng Dũng rồi mày. Mày biết để tao chửi. Mày đi ra quay. Bữa nay nghe. Đi lại đi. Ủa đi hả? Hả? Sao vậy? Con mệt con. Con nè. Nghe ba nói nè. Bằng mọi giá làm gì cũng được, con không có được mệt. Bây giờ con muốn cái gì ba làm cho con nói đi. Con muốn ba cổng con. Cổng cổng hả? Hôm nay ba khỏe lắm, con đứng cái này đi, đứng cái này. Nhanh lên, leo lên đây đứng. Leo lên đi, lên đây đứng. Ba cổng con nha. Cổng. Cổng con. Đi. Khỏe lắm. Giỡn thôi ha. Ba khỏe lắm. Ngày nào mà ba còn sống thì nè. Ba cổng con đi một vòng luôn. Bây giờ thử nè. Thử đi một vòng nè. Đó, thấy ba khỏe không? Con muốn cái gì cũng được hết á. Nhưng mà nhớ, con gái nhớ là bằng mọi giá là con không bao giờ con được ngủ gục nghe chưa? Hiểu không vậy? Ê, Chị. Ồ, ngủ gục hả? Không được hả chưa? Dạ, ngồi đây đi. Hết hồn. Ngồi xuống. Dạ. Nghe bà hỏi. Sao? Tự nhiên hôm nay con bắt bà cổng đi vòng vòng vậy? Bà ơi, hồi nãy con nằm mơ thấy mẹ đó ba. Ủa? Con nói gì vậy? Ba mới kể cho con có một lần mà đâu ra con nằm mơ con thấy mẹ. Con tả thử cho ba nghe coi. Dạ, tướng mẹ nhỏ con. Tóc mẹ thì hơi dài. Điều đặc biệt nhất á là mẹ hát ru rất là hay. Con tả gì vậy? Ủa, mẹ con thì tóc thì dài thiệt. Nhưng mà mẹ con cũng cao mà, với lại mẹ con đâu có biết hát đâu. Ủa, con đang tả cô Thảo hả? Dạ, thì con Thảo là mẹ con đó. Chứ con đâu có biết ai là mẹ con đâu.
Yên tâm đi. Ba tìm cách ba mua cái con gấu thỏ trắng cho con. Alo. Dạ anh ơi. Không phải không phải, yên tâm đi. Ngày mai tôi hẹn anh ở cái điểm khác, không có tới đây nữa đâu, không ai biết hết. Tôi muốn thêm một lần nữa để có tiền mua con thỏ bông trắng cho con gái tôi. Hả? Dạ. Yên tâm đi, ngày mai ba mua con thỏ cho con mà. Ba chỉ sợ con điều sức khỏe của ba cứ vậy hoài, lỡ ba mà có chuyện gì ba không biết con phải sống sao nữa. Giận thì giận chứ Chi nó cũng là cái cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người giúp đỡ, mà dù sao con Chi nó cũng là con mày, cái tao có thương giận mày cỡ nào thì cũng phải lo cho nó đúng không? Dũng, gom được chút tiền đi bệnh viện nè. Như đã được trời ơi, ba đã làm hết cho con rồi mà. Con gái ơi. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Sao mọi người ồn ào quá vậy? Trời ơi, mày không có chạy. Trời đất ơi, bà nội ơi, bà ngủ ngục mà. Trời ơi. Trời ơi, con ơi, sao vậy? Hả? À, con làm mọi người hết tồn kìa. Cha mất dạy, con ngủ mình đã là chết, trời ơi. Con nghe hết rồi đó nha. Con nghe cái gì? Bà nói, ngày mai bà sẽ mua con thỏ bông cho con đúng không? Con thỏ bông, ngày mai đi, ngày mai ba chắc chắn là ba sẽ mua cho con thỏ bông ha. Với lại yên tâm đi, nhiều khi chú Dự cũng đi tìm sẵn giùm con rồi, nha, đợi chút xíu ha. Con, ngày mai là mình được vô bệnh viện nằm, không có ở nhà giấc dơ, trời ơi. Chú Dự. Quỷ, đâu rồi? Con rồi. Ê. Đi, ở nhà nè. Chị ơi. Có thể. Nè, thằng nhóc, lần sau không có tiền thì đừng có bị đặt đi bừng nợ. Thông cảm cho tụi em nha anh ơi. Bữa nay là happy birthday em mà quýnh em quá vậy anh. Happy birthday. Nhớ mặt tao nha mày. Tào lao, đeo khẩu trang chứ nhớ mặt ổng. Alo. Alo. Làm ở nào? Tao nè.
Mày đang đâu hả? Bữa nay là ngày sinh nhật tao, mày không ghé chúc mừng sinh nhật tao, mày đi đâu hả? Tao xin lỗi, tao kẹt rồi. Mày kẹt hả? Kẹt rồi, kẹt rồi, kẹt lắm, kẹt rồi. Mày chuyện chuyện gia đình hả? Không phải. Mày chuyện hàng xóm hả? Không luôn. Mày chuyện vợ tao có người ta hả? Không phải. Chứ mày kẹt cái gì? Kẹt xe. Mày điên hả? Thì mày kẹt xe tao vẫn chờ mày được mà, mắc mớ gì đâu. Bây giờ tối lần cuối nè, bữa nay sinh nhật tao, mày có ghé không? Không. Mày không ghé đúng không? Không. Vậy là bữa nay là cái lần cuối cùng là mày nói chuyện với tao. Cúp máy luôn rồi bây giờ, tức quá. Có một thằng bạn thân mà sinh nhật á nó cũng bỏ mình. Bây giờ có cách rồi. Có cách rồi. Trời ơi trời. Mọi người ơi, tập trung vô tôi, tập trung vô tôi. Tao nhảy đây. Ê, nhảy đây. Ê, ai cứu không? Ai cứu không? Ai cứu không? Ai cứu không? Có tôi. Hey. Ai đây? Là thằng cứu thằng kia. Anh hùng. Tao chưa nhảy luôn mà nó cứu ai? Tao chưa nhảy bây giờ tao mới nhảy nè. Hãy đợi tôi. Cố lên, cố lên. Vậy đi, có sao vậy? Có sao vậy? Hả? Sao vậy? Tao mày sinh nhật tao mày không ghé. Chỉ có cách này mày mới quay làm cứu tao thôi. Ê nè, có công chuyện cho bộ đi nè, biết rồi. Có món quà dành tặng cho mày nè. Tặng cái gì? Xòi cho bấm vuốt nè. Không ăn à? Không ăn. Sai lầm rồi con. Đây là miếng xòi nè. Quết miếng bấm vuốt nha. Ăn đi, ngon lắm nè. Không ăn đâu. Thiệt á. Ôi, trời ơi, chảy nước miếng ấy thương quá. Tao không có thèm. À, quên nữa. Thường mấy ăn chè mày đâu ăn được đâu. Sao không được? Nó bị nhiễu. Vậy có quà khác tặng. Quà gì nữa? Dây thần. Dây thần hả? Dao. Thuốc độc luôn. Thuốc độc. Rồi mày đem dao, thuốc ăn, thuốc độc, rồi mày đem dây thần để làm gì nữa? Hồi nãy mày nói mày đi tự tử đó, tao sợ mày không đủ điều kiện. Mày khùng quá. Ây da, giỡn thôi nè. Happy birthday. Nói chung á, tao với mày có mình mày là bạn à. Ừ. Không được ha. Ừ. Happy birthday. Cảm ơn bạn. Rồi mày đâu? Hả? Này gì vậy? Vàng á. Đó là lý do vì sao mấy tháng nay tao và mày không gặp nhau. Thời gian vừa qua tao có đi theo một nhóm người. Mà cái nhóm người đó là cái nhóm người chuyên đào vàng. Mấy ngày nay tao ở cái khu rừng đó. Một cái khu rừng mà cách thành phố 500 cây số. Tao gặp một cái ông đó. Ông già, ông lú lẫn rồi. Ông mang cái số vàng này. Và ông nói là trong cái khu rừng đó Có rất nhiều vàng. Có cả một kho báu. Ở trên đời này không bao giờ kho báu trời. Có kho báu đó. Không có kho báu. Tấn à, đi với tao đi. Đi với tao lấy số vàng đó đi. Mày sẽ được đổi đời. Mày sẽ được đổi đời. Mày sao vậy? Mày bị làm sao? Tao mắc bệnh nè kì. Bây giờ nếu như không có tiền chữa trị, tao qua không khỏi. Tao phải cần số tiền đó. Cha, đi với tao nha. Tao không muốn đổi đời, nhưng tao cần mạng sống của mày. Đây là tốt rồi. Hey man. Đi rồi, đi. Đi. Nhanh lên, đi. Cuối cùng tới nơi rồi, tới nơi rồi. Nơi có cái mỏm đá y chang vậy nè. Mình đã đúng nơi rồi đó. Đúng nơi hả? Nhưng mà bây giờ thấy tao đói tao khát quá. Thôi. Mày đi vô càng sâu thấy càng vắng vẻ không có ai luôn á. Biết vậy rồi, ráng nhìn chút xíu đi nha. Nhìn chút xíu đi. Thôi bây giờ chia nhau đi tìm người đi. Đi. Long ơi. Cái gì? Từ từ, ra bình tĩnh đã. Ăn mặc như vậy chắc chắn đây là người bộ tộc ở trong cái khu rừng này đó. Qua nói chuyện với họ đi. Anh biết nói tiếng Kinh không? Không, tôi biết nói tiếng Việt thôi. Anh cho hỏi, anh có phải là người ở bộ tộc này không? Không, tôi đi du lịch. Du lịch. Sao mặc đồ kỳ cục vậy? Trời ơi, cho thuê đồ chụp hình lưu niệm. Sao kỳ vậy, có cái cây gì vậy? Selfie nè. Trời ơi. Cậu bình thường vậy là gọi bước lên đứng đâu làm khỏi muốn chết luôn hả? Tôi nói nghe, hồi đó là tôi lên đây du lịch thôi. Mà bây giờ tôi lên đây kinh doanh. Kinh doanh gì? Kinh doanh nhà nghỉ. Rồi kinh doanh được không? Không. Sống về Sài Gòn sống lại đi ba. Thì trốn nợ mới lên đây nè. Đi bộ né hả? Đi bộ nè, đi.
nói anh nghe, anh mới lên đây đúng không? Mới lên, mới lên. Ở cái bìa rừng này nè, thì nó lên nhiều nhà nghỉ khách sạn lắm. Người ta khai thác hết rồi. Phía trong sâu khu rừng kia kìa, nó có những cái hang động mà không ai khai thác. Tại vì anh biết sao không? Sao? Ai đã vô đó rồi là không ra được. Sao cậu biết? Nghe đồn. Ai đồn? Hang tu gai. Bây giờ làm sao gặp hang tu gai đó đây? Thì bây giờ phải kiếm nó. Kiếm bằng cách nào? Kiếm bản bản đồ. Bản đồ đâu ra? Ra. Tôi bán nè. Tôi nói nghe nè, hai cô gái này rất giỏi nha. Nó là dân địa phương ở đây à. Cho nên là đường đi nước bước là nó biết hết à. Mà đặc biệt nghe, hai này có một cái khiếm khuyết thôi. Cái gì? Cái gì? Thằng câm, thằng mù. Đi đường sao nè? Nó giỏi lắm, tôi nói thiệt. Ai nó dẫn vô cũng thành công hết chứ. Mà nó không thấy nó dẫn ai ra hết á. Rồi sao mà đi được? Tin tôi đi, nó rất giỏi, hãy gọi. Được rồi, thì trả lời bản đồ nè. Được rồi, tôi sẽ gọi đó, cảm ơn nha. Gọi nha. Bình an, bình an. Cảm ơn nha. Tôi thành công, tôi về tôi hả? Trả cho. Con điện thoại đó kìa, nghe điện thoại đi, nhanh lên. Có ai chưa? Từ. À, alo. Ông muốn. Tôi gai đúng không à? Ông muốn tôi gai đúng không? À, có gì vậy? Ông muốn tôi gai, muốn anh một phút. Anh đi bên tôi ngủ. Anh được anh. Anh muốn lên cái cúp baby go go go. Chán dễ sợ thiệt. Ai để điện thoại cho con chó nó bắt máy vậy? Mày ở không nhất á, chó nào nghe điện thoại được. Cắm ngồi lại nè. Ôi bác. Ôi muốn. Anh muốn. Anh muốn. Alo. Hô. Alo. Hello. Alo. Hello. Có người alo kìa. Mày điên hả? Có ai đâu, mày đưa tao làm gì? Alo. Thấy chưa, vẫn là con chó của ngày hôm qua. Alo. Hello. 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 Anh chứ anh mua, anh muốn đuổi anh bị cầm hả? Anh mua cái anh mua mưa. Anh kia bị mù. Đúng rồi. À gì hả? Anh mua chính xác quá vậy. Đây, qua đây. Tôi là người cần sự giúp đỡ này. Anh là bên tu gai hả? Đúng rồi. Tôi là tour guide đó. Vậy là chắc chắn là cái ông này là dẫn đường cho mình nè. Tôi dẫn đường. Cái này làm gì? Nó dẫn đường cho tôi. Chắc lạc đường luôn á. Không có đâu, tầm bậy tầm bạ. Ngày xưa Sơn Tùng cũng lên đi rồi đó. Nhờ tôi dẫn đường về sáng tác và lạc trôi luôn. Ủa thiệt vậy luôn hả? Thiệt. Tôi là Long nè, đứng kế bên là Long. Ừ. Đứng xa xa chút xíu là Tân. Thấy rồi. Anh tên gì? Thấy mắt tôi mù không? Thấy. Tên tôi là A Sáng á. Dữ vậy? Đây là dữ hơn tôi nhiều luôn. Sao? Nó cầm đó. Tên nó là A Nối. Kỳ hay ngược ngạo á. Bây giờ hai người muốn đi đâu? Nói đi. Chỉ cần nói một cái thôi, tôi sẽ dẫn ngay người tới chỗ đó liền. Nếu vậy thì hãy dắt chúng tôi đến cái hang động mà chứa kho báu á. Giang ơi! Giang ơi! Giang ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Không được! Không được! Sao vậy? Không được đi tới cái kho báu đó đâu. Tại sao? Cái kho báu đó ghê lắm. Có cái gì ghê? Nghe tập trung nha. Rồi. Hai anh em của tôi mới bắt đầu bước ra cái cửa nhà. Lúc đó hai anh em tôi thấy Basubilabi. Sao khó hiểu quá vậy? Sao kỳ vậy? Nói vậy thôi mày cũng không hiểu nữa. Không hiểu thiệt. Nó lại. Basubilabi đó, có hiểu chưa? Trời ơi, hiểu con ông luôn, hiểu. Sao kỳ vậy? Sao vậy? Kể cho ông nghe. Trong một ngày nọ, hai anh em mới đi tới. Tới một cái hang, tôi mới thấy một cái chuyện vô cùng kinh khủng, ghê lắm. Cái gì nè? Cái hang nó tôi thui à, ghê lắm. Ba mù thấy hang tôi thui đúng rồi. Không chứ, lúc đó là chưa có mù đâu. Tôi đi lộn cái hang rồi, không phải hang đó đâu. Chứ cái hang nào nó thực sự có kho báu. Ông mới vừa nói cái gì? Hang có kho báu hả? Đúng. Hai anh em tôi nhớ không lầm, ở cái rừng này làm gì có cái hang nào mà chưa kho báu. Tao nói mày đâu, làm gì có kho báu. Mày không. Lúc nào cũng nghe người ta nói có kho báu, có vàng hết trơn á. Không, kho báu không có, nhưng mà vàng thì có thiệt đó. Vàng không phải là để ở trong hang đâu. Vàng được bỏ khắp ở cái rừng này nè. Vàng khắp nơi này? Đúng rồi. Vậy tại sao tôi không thấy? Bởi vì được giam giữ
bởi một linh hồn của một người phụ nữ đó. Hai đứa tôi từng là nạn nhân mà. Để lấy được đồng vàng đó thì hai người phải đánh đổi. Tôi bị đánh đổi bởi đôi mắt, còn nó thì bị đánh đổi bởi giọng nói đó. Đánh đổi để được cái gì? Để được vàng. Vàng đâu? Vàng đâu? Cầm cái này, lời nguyên ở trong này có. Nhưng mà hai người nhớ kỹ nha, hai người muốn lấy được vàng là phải hai người cùng nhau hợp sức lại, cùng lấy máu của hai người hòa chung với nhau, rồi để dính lên tờ lời nguyên này nè. Sau đó mình dùng lửa mình đốt đi, lúc đó chắc chắn sẽ có linh nghiệm đó. Tôi cảm ơn hai người nhiều nha. Coi như là tôi xong việc hết trơn rồi. Đừng có tìm tôi nữa nha. Hay là đi về đi Long. Không. Nguy hiểm lắm Long ơi, nguy hiểm lắm. Không. Thì cơ hội tao có tiền để tao chữa bệnh cho tao. Mày không biết tao đang bị bệnh hả? Đây, làm đi. Xuất hiện rồi kìa. Nhớ là cẩn thận đó. Tao hứa với mày, nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ chịu trách nhiệm. Hãy cho tôi số vàng đó, đánh đổi gì cũng được, đôi mắt hay giọng nói cũng được. Đánh đổi gì? Tôi muốn đánh đổi. Nhớ lời hai thằng kia dặn không? Có một miếng vàng, đánh đổi đôi mắt hay giọng nói, nhưng để có một số vàng thì buộc lòng tao phải đánh đổi mạng sống của mày. Người ta có tiền, người ta mua nhẫn đẹp. Ai như tôi? Tôi tặng cho anh cái bộ bà ba nè. Cảm ơn nha. Tự nhiên tặng cho anh vậy? Thì tôi thấy anh có một bộ đồ à, cho nên là tôi tự tay tôi may tôi tặng cho anh đó. Mà kể từ rày anh đừng có qua đây nữa. Là má tôi á không có cảm tình với anh, mà tôi á thì không có muốn cãi lời má đâu. Cho nên tôi tặng cho anh bộ đồ này á, cũng coi như đây là lần cuối cùng tôi với anh gặp nhau. Anh đi về đi. Em có thương anh này không?
Không. Tao tìm hiểu kỹ rồi, nhà bà Hai Lú rất giàu. Hôm nay nhất định chúng ta phải ăn cắp được. Biết chưa? Biết rồi. Mày vô trong canh chừng. Vô trong canh chừng nhanh thôi. Ra ra ra. Ra ra. Đôi mắt người xưa bao lần thắm ướt đai tôi. Ai cho tôi tình yêu để làm giếng nụ cười? Có ai đây không? Cho tôi xin một chút tiền. Mấy đứa ăn mày mà làm hết hồn hết vía à? Ủa mở chi mắt công? Đi đường này cho nhanh. Đi rồi, mẹ quá, nhanh lên, nhanh lên. Đứng nó canh, đứng nó canh. Bây giờ, bây giờ. Đôi mắt người xưa bao lần thắm ướt dài tôi. Ai cho tôi tình yêu để làm viên nụ cười? Ơi ơi, có ai có xin chút tiền cho xin chút tiền đi. Ê, đứng lại mày. Trời ơi, Thảo ơi, Thảo. Dạ. Ra đây má biểu. Có chuyện gì má? Má nói với con rồi, mấy đứa nghèo á, nhiều khi nó xấu tính lắm, nó hay ăn cắp lắm. Đó, má ra đây, má thấy nó ôm hai bao gạo định đi đâu đó. Bởi vậy ta nói cái xóm này hổm rài ở đâu á, mất gà, mất vịt, ai biết ai ăn cắp, ai về là mày á hả? Sao anh lấy đồ của nhà em vậy? À, anh không có lấy. Mày không lấy chứ ai lấy? Hồi nãy con thấy có hai người kia kìa chạy vô đây lấy, cái xong lúc mà người ta chạy vô người ta thấy con không có lấy nữa, tại họ sợ là con tưởng họ lấy, họ chạy đi lúc đó con mới lấy. Con nghe nó nói không? Nó nói chính miệng nó nói là nó lấy đó, ai không lấy là nó lấy chứ ai mà lấy. Mày đó, lúc nhà mày cháy, bày đặt á hả? Lao vô cứu cha cứu mẹ, rồi cha mẹ mày mày có cứu được không? Sao giờ mày không lo cứu bản thân mình đi? Con đó, từ rày mắt cấm nghe chưa? Ở trong nhà cho má, khi nào mà có lệnh má thì mới được bước ra ngoài. Tìm em ai qua. Bây giờ á, tôi cho cậu quen con gái tôi. Rồi cậu có cái gì cậu lo cho nó không? Mất nhìn con đi bác. Em nhìn anh đi. Từ ngày cha mẹ anh mất đi, trên mình của anh không còn cái gì ngoài ghẻ hết. Hả? Không, mày giỡn tao hả? Con ý là con nghèo lắm bác ơi. Con không có tiền gì hết đó. Anh nghèo nên chắc nhận kim cương. Tặng em theo sinh lễ huy hoàng. Thì đây anh đan nhân cỏ tặng em coi như bó ngỏ. Thầy mẹ có vẻ ưng lòng. Má tuyên bố kể từ ngày hôm nay không có ai khóa hai trái tim của hai đứa nữa. Nhưng mà cho má hỏi một câu, rồi ai khóa trái tim má? Bà khóa chứ ai khóa mà hỏi. Hả? Tìm em ai khóa để anh lành. Xin cảm ơn một tiết mục rất dễ thương của Tuấn Dũng, Lý Thu Thảo. Ai làm hóa trang cho em hay vậy Dũng? Dạ, cái này tự, cái này tự làm, làm nào? Chị tự làm. À, dạ. Cái đó là đắp mặt thôi. Dạ, cái này là cái này là cái lớp mặt nạ ở dưới, còn trên là mặt khác. Chị Cẩm Ly ơi, thấy chị đang hình như hơi đau đầu. Không, tại vì nó có nhiều cái khó hiểu quá cho nên chị hơi bị lung tung chút xíu. Cái đường dây kịch bản của mình á, mình xử lý nó chưa được khéo cho lắm, nó khiến cho cái mạch
cảm xúc của kịch đó nó bị gián đoạn. Chẳng hạn như là bà mẹ xuất hiện là lúc tình ngay Lý Giang, Dũng bị phát hiện như vậy. Bà mẹ mắng một hồi xong rồi bà mẹ lại vào bên trong và để lại hai cái bịch tiền đó luôn, không quan tâm, cửa nhà cũng không đóng lại luôn. Mấu chốt giống là bà mẹ quên đóng cửa. Chạy chương trình là như nào? Có đóng cửa mà hôm nay quên đóng. Hoặc là hôm qua làm là cửa cuốn. Tôi thấy Thảo ơi Thảo có một giọng hát quá hay. Em cất lên giọng hát em nó lồng lộng, nó căng tràng. Và anh thấy theo cái tai của anh thì anh thấy em hát ở cái tầng cao cho đến tầng thấp nó đều rất có cảm xúc rất là hay. Thế nhưng nó lại đối nghịch với cái phần diễn của em, đang trong một hoàn cảnh là em phải đứng đối diện với nhân vật để em diễn tả cái tâm trạng của em, thì em vẫn phải ăn gian mặc ra phía khán giả này một tí. Có khen có chê, mình giữ những lời khen để có tinh thần, nhưng mà những lời chê đó sẽ là hành trang ở những vòng tiếp theo. Dạ, mà chủ yếu là về cái cổng. Thí dụ mình để cái chi tiết nuôi thằng chó bẹt rê thì biết đâu là đỡ được cái cảnh này rồi, đúng không? Đổi áo bà ba mà chị chơi tặng dạ, chó nước ngoài không chị? Diễn viên thì họ sẽ quên thôi, mình diễn sẽ có chi tiết mình quên thôi. Nhưng mà nếu mà chương trình đầu tư luôn hẳn một cái cửa lùa chẳng hạn thì sẽ khó quên lắm. Cứ người bấm cái tuốt nó chạy vô chạy ra không đúng có quên rồi, được. Bình thường diễn viên quên là chuyện bình thường, và MC dắp cũng là chuyện bình thường anh nha. Em nghĩ là Dũng và Lý Thu Thảo nên vào trong để mình tiếp tục thưởng thức chương trình ha, để cho Hữu Tính an lòng dẫn tiếp. Dạ vô trong coi chừng anh đó Dũng.